Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Tinh thần A Lê tập trung cao độ, mũi tên cắm trên cung định khóa chặt khí cơ của hậu duệ tổ long. Bây giờ cô bé vẫn chưa làm được, bởi vì bầu trời thiên trì đã bị hậu duệ tổ long hoàn toàn làm chủ, trở thành lĩnh vực riêng thuộc về một mình nó. Chỉ đợi phá vỡ lĩnh vực xong xuôi, cô bé mới có cơ hội tóm gọn hậu duệ tổ long bổn tôn. Xuất kiếm vô hối, xuất kiếm vô hối, tôi và kiêm hà bất thình lình hét lên hai tiếng vang lớn. Giây tiếp theo, hai con cự long cuồng phong uy hùng do kiếm khí hóa thành từ trong lĩnh vực kiếm phí trồi ra, cùng nhau liều mình xông thẳng tiến công vào lĩnh vực của hậu duệ tổ long. chương 331, Trung khuyển ngạo phong 1 Long vực, sở hữu cấp độ kiên cố không thua gì một không gian thế giới nhỏ. Muốn thành công loại bỏ long vực, tương đương với việc phải công phá hư không. Tôi trước đây chưa từng có kinh nghiệm công phá hư không, hôm nay chính là lần đầu tiên thử. Trải qua nhiều ngày tu luyện, hiện giờ phong bạo cự long của tôi so với trước đây càng thêm hùng tráng hơn, thân thể dài uốn lượn tầm 40 trượng. Khi hai con phong bạo cự long gầm gừ đối diện với long vực của hậu duệ tổ long, không gian này bắt đầu chấn động dữ dội. Nước trong ao không chịu nổi trận công kích khủng khiếp đến vậy, ào ào hóa thành ngọc bích nổ tứ tung khắp nơi. May mắn thay, Thùy Hỏa đã mang Khương Tuyết Dương lùi ra khỏi đỉnh núi Thiên Trì, nếu không với năng lượng công kích khổng lồ như vậy chắc chắn sẽ khiến bọn họ bị thương lần nữa hai con phong bạo cự long xé rách lĩnh vực của hậu duệ tổ long năng lượng phóng thích ra không hề yếu hơn so với lúc tôi phá vỡ huyền quan kiêm hà dùng toàn lực điều khiển con phong bạo cự long của cô ấy khóe miệng thấm đẫm vệt máu tươi từ lúc đến hàn hoàng bởi vì huyết mạch huyễn mang ngàn cơ vạn biến khó mà lường trước được nên bất luận là thủy hỏa hay khương tuyết dương đều không hề thật sự tin tưởng cô ấy may thay từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn tin tưởng tấm lòng chân thành của cô ấy chưa từng phụ lòng cô ấy không phải ai cũng chịu đựng nổi 3.000 năm cô độc tính mịch để tỉnh hóa một quả tim ma, cũng không phải ai cũng bằng lòng đem tim ma mà bản thân đã tận lực hết tâm huyết suốt 3.000 năm đằng đắng dâng tặng cho người khác. A Lê nheo mắt, ngắm chuẩn bầu trời thiên trì, nhìn thân thể suy nhược, lại đứng hiên ngang sừng sướng giữa nguồn năng lượng công kích sung thiên, bạo phát ra nghị lực kinh người. Lúc tôi mang cô bé ra khỏi tuyết vực bí cảnh cô bé vẫn là một nhóc con nhỏ nhắn ngốc nghếch, vậy mà trước mắt đã lớn lên thành một thiếu nữ yêu kiều rồi. A Lê đã trưởng thành, thần niệm ngày một hưng thịnh tiến pháp cũng càng lúc lợi lại hơn không rõ có phải do sức mạnh ý chí của thái cổ nguyệt thần ảnh hưởng quá sâu hay không tôi luôn cảm thấy ảnh phản chiếu của a lê và nguyệt ma có đôi nét tương đồng kỳ lạ hai người còn sở hữu khí chất giống nhau vừa mang đến ấm áp tỏa sáng rực rỡ vừa dẫn sát cơ thiêu đốt cả bình minh phong bạo cự long phẫn nộ gào thét ầm ầm mưu đồ phá tan lĩnh vực của hậu duệ tổ long nhưng muốn công phá không gian tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng gì mà lĩnh vực hậu duệ tổ long vô cùng kiên cố kế hoạch công phá thất bại thời gian một nén hương rất nhanh đã sắp trôi qua bỗng thoáng chốc ngay lúc quang ảnh sắp bị phá vỡ kiêm hà nhìn tôi mỉm cười sau đó một luồng thần niệm khổng lồ từ trong người cô ấy truyền tới toàn bộ xác nhập vào tim ma trong cơ thể tôi đồng thời ngay tại thời khắc đó con phong bạo cự long của cô ấy cũng từ bỏ duy trì long hình hóa thành kiếm khí tất cả nhập vào cơ thể phong bạo cự long của tôi kích thước cơ thể phong bạo cự long tăng vọt lên gấp đôi nó từ bỏ việc công phá lĩnh vực của hậu duệ tổ long ngửa đầu gầm lên một tiếng, thẳng thừng bay lên cửu thiên. Giây tiếp theo, rồng từ bên ngoài cửu thiên bay đến, phong ba bão táp, phía sau còn kéo theo vô số sấm chấp điện quang, tàn nhẫn đánh xuống kết giới lĩnh vực do hậu duệ tổ long dựng nên. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, tạm dịch là càng đạt được thành tựu to lớn thường không thể dự đoán trước được, càng quảng đại độ lượng lại càng khó để hình dung. Mới đầu trời đất yên ắng, tiếp theo đó trời long đất lở. Vô số đỉnh núi sụp đổ, thiên trì dạn nứt nước trong ao cuồn cuộn trào ra. Dãy núi trường bạch yên ắng đến phát run, không biết bao nhiêu chim trời cá nước hốt hoảng lo sợ tháo chạy khỏi trong hang động. Lĩnh vực hậu duệ tổ long cuối cùng bị phá vỡ, mà con phong bạo cự long cũng ngay thời khắc đó nát vụn thành trăm mảnh. Lĩnh vực bị phá hủy xong, hậu duệ tổ long dùng sức vùng vẫy trong ao nước, chủ động chặt đứt mối liên kết với long mạch của núi trường bạch. Nó bị kích nộ rồi. Thần niệm hậu duệ tổ long hùng mạnh, rất nhanh đã đem tầm mắt soát qua một lượt ba người chúng tôi. Con quái thú này có hình thù quái dị, hoàn toàn không giống với bất cứ những long tộc nào mà tôi từng biết, ngược lại rất giống thủy quái thiên trì trong lời đồn. Toàn thân đen nhánh như mực, trên người mọc đầy giáp phẩy, giáp phẩy cứng cáp như bánh xe, sắc bén lấp lánh. Đầu rồng hung ác dữ tợn, sừng rồng sắc nhọn như lưỡi đao, dâu rồng uốn lượn như roi thép. Miệng rồng từ từ mở rộng, ít hầu thấp thoáng ánh sáng chói rọi. A lê, động thủ, cảm nhận thần niệm ở tứ phía càng lúc càng đến gần, tôi vội vàng bảo A lê ra tay. Mũi tên của A Lê bắn ra gần như đạt đến tốc độ ánh sáng, trong phạm vi khoảng cách gần như thế, những mục tiêu chỉ cần đã bị cô bé khóa chặt, tuyệt đối không cách nào trốn thoát. Mũi tên sắc nhọn xuyên qua không khí, ma sát với không khí tạo ra tia lửa, một mũi tên này A Lê đã kích phát gần như toàn bộ ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma. Sau khi hậu duệ tổ long hiện thân, đã xem tôi và Kiêm Hà là kẻ địch lớn, hoàn toàn lơ là sự tồn tại của A Lê, đến khi mũi tên của A Lê phóng tới, đến đây nó mới nhất thời tỉnh ngộ kẻ nào thực sự là sát cơ gây nguy hiểm cho nó. chương 332, Trung Khuyển Ngạo Phong 2 Đáng tiếc bây giờ đã quá trễ rồi, bị A Lê bắn một mũi tên chúng vảy ngược. Hàn Phi Tử có câu, rồng thuộc loài côn trùng, có thể tùy ý huấn luyện và cưỡi. Tuy nhiên dưới yết hầu của nó có vảy ngược đường kính gần một thước, con người nếu có ý đồ chạm vào, chắc chắn sẽ bị nó đuổi giết. Một miếng vảy màu trắng to bằng lòng bàn tay, lộ ra hình dạng trăng lưỡi liềm, theo nhân gian gọi là Vảy Ngược. Vảy Ngược là nơi ngưng tụ huyết mạch của Cự Long, dù con Cự Long có tính khí hiền lành ôn hòa đến mấy nhưng một khi bị chạm đến Vảy Ngược, lập tức sẽ bạo phát nộ hỏa như ngọn núi lửa đang phun trào rồi tỏa ra long uy vô hạn. Nguyên nhân bởi vì Vảy Ngược nằm ở nơi yếu ớt nhất, tương tự bầy tắc của rắn vậy, là nơi chí mạng của sinh vật Long tộc. Cho dù hậu duệ tổ Long sở hữu thần uy vô hạn đáng gờm đến mấy, nhưng vẫn chưa thành công giành được thiên tôn đạo thể, Vảy Ngược bị A Lê dùng tiễn bắn trọng thương. Đau đến mức khiến nó gào lên một tiếng ai oán thấu trời. Long thể khổng lồ điên cuồng run rẩy, không ngừng bay lên hạ xuống, như muốn thể hiện sự thống khổ do vảy ngược gây ra. Tôi vốn còn muốn triệu hồi ra một con cự long cuồng phong để giam cầm thân thể của Hậu Duệ Tổ Long, giúp A Lê bắn thêm một mũi tên nữa. Nhưng khi nghe thấy tiếng gào thét thảm khốc của Hậu Duệ Tổ Long, lòng tôi thật sự không nhẫn tâm xuống tay được. Hậu Duệ Tổ Long tuy rằng có vóc dáng khổng lồ dữ tợn, nhưng dù gì nó cũng chỉ vừa mới thức tỉnh không lâu dựa theo tuổi tác của tổ long chắc khoảng chừng vẫn chỉ là một đứa trẻ tiếng hét bi thống rất nhanh chuyển sang tiếng nước nở nghẹn ngào mắt rồng to lớn phảng phất ánh lệ nè nè huynh còn không ra tay thuần phục nó thì ta sẽ bắn mũi tên thứ hai đấy nhé nói rồi a lê lại kéo cung ra lần nữa hậu duệ tổ long còn đang liều mạng chịu đựng cơn đau đớn tột cùng vừa nghe thấy lời của a lê long thể nó bất giác lại run bần bật một hồi thân hình dần dần bắt đầu thu nhỏ đợi đến lúc nhỏ lại gần bằng kích thước của một con người liền lắc mình biến thành một thiếu niên mi cong tuấn tú mặc y phục màu đen ngươi bước qua đây cho ta a lê lại la lên một tiếng thiếu niên mặc đồ đen do hậu duệ tổ long hóa thành nghe thấy lời này liền trần trừ do dự bước từng bước chậm rãi đến chỗ a lê khi cách trước mặt a lê khoảng chừng năm trượng cũng không dám đến gần nữa nhìn dáng vẻ giả vờ hung dữ của a lê xài bước đi qua đó không đợi cậu nhóc lui về sau đã nắm chặt cổ áo của nó chỉ nghe một tiếng cười khúc khích bộ quần áo mà cậu thiếu niên huyễn hóa thành đã bị A Lê kéo phanh ra. Tôi và Kiêm Hà ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời khóe miệng nhịn không nổi nhếch lên, thật không ngờ A Lê sau khi trưởng thành lại có một mặt thô bạo đến vậy. Sau đó tôi mới biết tính thô bạo của A Lê đến từ sự kiềm nén nỗi thống khổ trong lòng suốt 3 năm dài đằng đẵng. A Lê xem tôi như huynh trưởng, cũng do tôi dẫn cô bé ra khỏi bí cảnh tuyết vực, có thể nói tôi là người thân mà cô bé tin tưởng nhất trên thế gian này. Trong vực sâu huyết luyện lúc tôi bất ngờ trầm mình xuống, không chỉ làm tổn thương Tùy Hỏa và Khương Tuyết Dương, còn có cả A Lê. Lớp áo đen bị kéo ra xong, khuôn ngực non nớt trắng nõn của thiếu niên bị lộ hết ra bên ngoài, trên ngực còn có một vết ban màu đỏ do đầu mũi tên để lại. Chỉ có vết thương nhỏ xíu vậy đã khiến ngươi khóc nháo như thế rồi hả? A Lê nhếch miệng cười nhạo nói, sắc mặt vốn trắng bệch của thiếu niên phút chốc đỏ ửng. Ngươi tên là gì? A Lê hỏi, cậu thiếu niên lại có vẻ ngơ ngác không biết gì cả. Cũng phải, người mới xuất thế chắc hẳn không có tên. Ta giúp người chọn một cái, người thấy ngạo phong có hay không? Thiếu niên liều mạng gật đầu, vậy sau này ngươi là người của ma đạo ta rồi, mau đi bái kiến đạo tổ. Hậu duệ tổ long có thể nghe hiểu tiếng người đã không tồi rồi, lễ tiết nhân loại chắc chắn không biết, vì thế nó đứng ngây ngốc luống cuống trước mặt tôi. Ngạo phong, người có bằng lòng gia nhập ma đạo không? Tôi nhẹ nhàng hỏi, trên mặt cậu nhóc lộ ra mấy phần do dự, rồng rất kiêu ngạo, huyết mạch tổ long càng đem tính kiêu ngạo này khắc sâu trong xương cốt. Gia nhập ma đạo nghĩa là phải thần phục, điều này hoàn toàn tương phản với thiên tính của nó. Giáo lý của ma đạo chúng ta là chúng sinh bình đẳng, không phân biệt sang hèn. Nếu ngươi gia nhập ma đạo, tương đương với việc có một gia đình, bọn ta đều là người nhà của ngươi, sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Tôi từng bước dẫn dắt thuyết phục, trong lòng cảm thấy thật xấu hổ, đây nào phải dáng vẻ truyền đạo của ma đạo tổ sư, đơn giản là đang lừa gạt trẻ vị thành niên mà. Nhìn Ngạo Phong do dự không quyết, A Lê tức giận kéo căng cung tên một chút. Dọa Ngạo Phong sợ hãi vội vàng liều mạng gật đầu. Thật ra những sinh vật dị loài giống như Ngạo Phong, muốn khuất phục bọn nó cần phải lập lời thề máu, nhưng ma đạo từ khi lập giáo đến nay chưa từng làm vậy. Ma đạo tổ sư không hề cưỡng ép qua một dị loài nào, và tôi cũng thế. Nhưng, A Lê không giống vậy, cô bé nắm chặt lấy cánh tay của Ngạo Phong, cắn mạnh một cái, trực tiếp cắn đến chảy máu tươi. Ta đã nhớ mùi vị máu tươi của ngươi rồi, sau này bất luận người có chạy đằng trời, mũi tên của ta đều sẽ đuổi theo đến đó." A à Lê lau chùi vết máu rồng trên miệng rồi nói. Lời này của cô bé chỉ gạt người thôi, đáng tiếc đơn thuần ngây thơ như Ngạo Phong làm sao phân biệt ra được, xoa xoa dấu răng hình lưỡi liềm trên cánh tay, thần tình hết sức phức tạp. Người xưa hay nói, không phải oan gia không gặp nhau. Thay vì nói mà đạo hàng phục được Hậu Duệ Tổ Long, không bằng bảo A à Lê đã thu nhận một chung bộc cho mình. Chúng tôi bên này vừa thu phục được Ngạo Long nhân đạo tiên đạo thậm chí cả âm ti, mấy kẻ đứng đầu tông môn biệt tích đã lâu trong nhân gian đồng loạt ẩm ẩm kéo đến. Gương mặt mới thì khá nhiều, cũng có mấy gương mặt quen thuộc. Bọn họ đều vì hậu duệ tổ long mà đến, sau khi bay tới đều bao vây xung quanh nhìn chầm chầm vào ngạo long. chương 333, Khiêu Lương Tiểu Thư 1 Quan sát một vòng ai ai cũng là những cường giả siêu phàm đẳng cấp nửa bước thiên tôn, trong lòng tôi có chút sầu não. Tạ Lưu Vân của nhân đạo đã tới, tuy rằng vẫn chiếm giữ vị trí hàng đầu, nhưng mà bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm rất nhiều bậc cao nhân có địa vị tông sư. Ngoại trừ hàm cốc quan gia thì những người kia chính là quân dự bị chiến lực mạnh nhất của nhân đạo, động chủ của tam thập lục động thiên. Hôm nay động chủ của tam thập lục động thiên từ nhân đạo đến không ít người, ước chừng gần 10 vị, đều là cao thủ đẳng cấp đỉnh phong, thần niệm cường đại không thua kém tạ lưu vân. Tôi chỉ có thể từ trang phục mà bọn họ mặc để phân biệt ra động chủ của sơn động ngũ nhạc, những người khác thì không quen. Tiên đạo vẫn do mộ dung nguyên duệ làm chủ, ba năm không gặp mà khí thức thần niệm của cô ta lại càng thêm ghê gớm rồi. Trên mặt vẫn mang chiếc mặt nạ bằng đồng, chỉ lộ ra con người lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt. Tháp tùng cô ta ngoài những cao thủ của tiên đạo côn lôn ra, còn có thêm địa tiên của thất thập nhị phúc địa, số lượng không hề ít hơn nhân đạo. Trải qua ba năm ngoài động thiên phúc địa của hai đạo nhân tiên lần lượt xuất thế ra, nhân gian còn thường xuất hiện rất nhiều các tông môn đã mai danh ẩn tích nhiều năm. Họ có người thuộc về nhân tiên hai đạo, có người lại tự thành lập môn phái, thậm chí còn vô số người thuộc về bàn môn tả đạo. Điểm tương đồng chính là, có thể vượt núi qua sông đến thiên trì ngày hôm nay đều là những vị cường giả đáng gờm thuộc các tông môn ẩn thế. Trước mắt sắp xỉ gần 100 kẻ cầm đầu, tùy tiện chọn một tên đều là nhân vật được ví như thần tiên trong con mắt của người phàm trần. Thời khắc này bọn họ đang ngước đôi mắt sáng rực đầy giữ tợn quan sát ngạo phong, thậm chí còn có mấy tên cao thủ tà phái, liều mạng nuốt nước bọt thèm thuồng, giống như muốn đem ngạo phong lột ra dóc xương rồi cho vào bụng tiêu hóa. Thùy Hỏa thân mang trọng thương, Khương Tuyết Dương sống chết chưa rõ. Tuy rằng Bạch Hà Sầu cũng dẫn đệ tử ma đạo lên thiên trì, nhưng mà chiến lực của họ chỉ dùng để đối kháng với một nhóm đã khó mà trụ vững rồi. Người có thể chiến đấu chỉ có ba người là tôi, Kiêm Hà, và A Lê, còn thêm một ngạo phong vẫn run cầm cập chưa thể bình tĩnh được. Lĩnh vực của ngạo phong rất kiên cố, nhưng đó là do mượn tạm sức mạnh long mạch của dãy núi Trường Bạch mới có năng lượng khổng lồ. Chiến lực của bản thân cậu nhóc vốn không thể tạo ra được sóng gió gì, Huyết mạch Tổ Long rất đáng sợ, nhưng rõ ràng Ngạo Long vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Nếu như mấy kẻ này bắt tay nhau ngăn cản chúng tôi, mà đạo xác định là không thể bảo vệ được Ngạo Phong rồi. Hiện giờ tôi chỉ có thể trông cậy Tạ Lưu Vân sẽ giúp tôi chia sẻ bớt áp lực từ tiên đạo, hợp sức đối phó đám người tông môn mai danh ẩn tích từ lâu kia. Nghĩ đến đây, tôi liền giơ tay hành lễ với Tạ Lưu Vân, mỉm cười nói, "Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Lưu Vân đạo hữu lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ?" Tôi mỉm cười chào hỏi với Tạ Lưu Vân phúc sinh vô lượng thiên tôn nghe nói thiên chỉ có non sông nước biết thơ mộng chữ tình hôm nay đến đây quả không hổ danh được ví như cảnh vật trốn thần tiên tạ lưu vân điềm đạm nói ngoài mặt là chào hỏi nhau thực chất tôi và tạ lưu vân đều đang giao lưu thần niệm trong chấp nhoáng vợ ngươi đâu rồi khương tuyết dương đâu trời bỗng nổi sát cơ hai người họ đều đã bị trọng thương tôi có việc cần thỉnh cầu tạ lưu vân nên quyết định thẳng thắn nói sự thật cho hắn biết như vậy thảm rồi ta nhiều nhất chỉ đủ khả năng giúp ngươi kiềm chân mộ dung nguyên duệ một lúc mà thôi. đám tông môn ẩn thế kia ta không lo nổi đâu. ngươi chỉ cần kiềm chân tiên đạo, những kẻ còn lại để ta đối phó được rồi. nhớ kỹ, giết một kẻ dân trăm người, đánh nhanh thắng nhanh. đừng quên ma đạo và giã tiên sắp tới sẽ khai chiến. nói không chừng ngạo hàn đang trốn bên cạnh rình rập quan sát. nếu như ma đạo không thể nhanh chóng xử lý gọn gàng trận nguy cơ này, giã tiên nhất định thừa thế xông lên tập kích bất ngờ khiến các ngươi trở tay không kịp đâu. Ta hiểu rồi, đạo lý này tất nhiên tôi hiểu rõ, bọn họ đến giờ vẫn chưa động thủ, đều là bởi vì Thùy Hỏa và Khương Tuyết Dương vẫn chưa hiện thân, lo sợ có mai phục. Nếu như để cho bọn chúng phát hiện Đại Tướng Ma Đạo không có ở đây, sớm đã ra tay xử lý chúng tôi rồi. Bên này vừa bàn bạc kế hoạch với Tạ Lưu Vân xong, một lão đạo sĩ của một tông môn ẩn thế ra mặt tra hỏi, ngạo phong đã hóa thành hình người, chứng minh nó đã chịu khuất phục dưới chứng Ma Đạo, không biết chư vị dự định sẽ xử trí ra sao đinh đạo hiếu có kế hoạch gì rồi sao một đạo sĩ trung niên mặt mày gian xảo quỷ quyệt đang mặc đạo màu đen hỏi trên người kẻ này toát lên quỷ khí nặng nề dễ dàng nhận ra hắn thuộc tông môn quỷ tu tôn đạo hiếu người cầm cờ nhân đạo tiên đạo đều ở đây làm gì có chỗ cho lão giả này chen lời lời này của đinh lão đạo vừa dứt đám người của mấy tông môn ẩn thế khác đều đồng loạt quay sang tạ lưu vân và mộ dung nguyên duệ nhân tiên hai đạo không mở lời ngạo phong có sức hút đến mấy cũng không đến lượt họ tự ý nhúng tay vào Lý do bọn họ vẫn ở đây là bởi vì hậu duệ tổ long tuy quan trọng, nhưng nhân tiên hai đạo cũng đâu thiếu long mạch, không thể nào đại chiến đối chọi tại chỗ này. Muốn trách chỉ đánh trách thực lực ma đạo chúng tôi quá mức yếu kém, sức ảnh hưởng vĩnh viễn không bằng nhân tiên hai đạo. Mấu chốt là ma đạo đã xa suốt suốt ba năm, mà ba năm này lại là trời dáng cơ duyên, là ba năm ngắn ngủi để chấp thời cơ giúp tu vi đột phá và tiến thăng vượt bậc. Chương 337, Khiêu lương tiểu thư 2 những kẻ mạnh của mấy tông môn ẩn thế kia ai ai cũng đều là cao thủ đẳng cấp đỉnh phong sở hữu thực lực siêu phàm, chỉ sợ trong mắt bọn họ, mà đạo chỉ nhờ sát phá lang tam phương tứ trinh khổ sở chống đỡ đến tận bây giờ sớm đã không còn địa vị cao không thể với tới hay được người khác tôn sùng ngưỡng mộ nữa. Tuy rằng mỗi bên không có tự tin đơn độc thách đấu ma đạo, nhưng liên thủ hợp tác với nhau tất nhiên vẫn có được vài cơ hội đánh thắng. Ngoài ra, ma đạo và giã tiên sắp có một trận quyết chiến nảy lửa, bọn chúng dám chắc ma đạo nhất định sẽ không đem toàn bộ chiến lược bày bố tại thiên trì, việc này sẽ cho bọn chúng cơ hội tấn công. Nhân đạo hôm nay sẽ không can thiệp vào việc hậu duệ tổ long quy thuận về phe nào. Tạ Lưu Vân trầm tư lướt qua nhìn mộ dung nguyên duệ, thể hiện rõ thái độ của nhân đạo. Tiên đạo cũng như thế, mộ dung nguyên duệ lạnh nhạt nói. Lời cô ta vừa nói xong, mấy vị địa tiên trong quân doanh tiên đạo lộ thần sắc nghi hoặc. Có người tiến lên nói, nếu như cho ma đạo cho cơ hội hàng phục được hậu duệ tổ long, Mai sau nhất định sẽ chấp thời cơ trỗi dậy Người đang chấn vấn quyết định của ta sao Ngữ khí của Mộ Dung Nguyên Duệ đột nhiên thay đổi Không dám Khác với ba năm trước Mộ Dung Nguyên Duệ hôm nay đã ngồi vững thân phận chuyển thế của cửu thiên huyền nữ Hy vọng trong tiên đạo đã không còn một ai có thể vượt qua Luân theo hai đạo tiên nhân lần lượt rút lui Tông môn ẩn thế thuộc về hai bên cũng lùi về sau Qua một lúc Trước mắt tôi cũng còn sót lại mười mấy cao thủ đỉnh phong tự lập môn phái Từ từ chia thành hai cánh đại quân một cánh là liên minh tán tu trong đạo môn do đinh lão đạo dẫn đầu, một cánh là liên minh tà phái do tên quỷ tu họ tôn kia làm chủ, hai bên đều có khoảng mười mấy cường giả đạt đến cảnh giới nửa bước thiên tôn. Cho dù số lượng đã giảm bớt đi khá nhiều, nhưng áp lực vẫn đè nặng như cũ. Không giống như ba năm trước, thực lực nửa bước thiên tôn hiện giờ đều vô cùng ghê gớm, mỗi vị đều sở hữu chiến lực sánh ngang với đảo chủ bồng lai. Cơ duyên mà thiên đạo giáng xuống quá phong phú, mà bọn họ đều là những lão quái vật không biết đã liều mình khổ tu suốt bao nhiêu năm tháng rồi. Các người thật sự muốn làm khó ma đạo bọn ta đấy hả?" Tôi hỏi, "Hậu duệ tổ long do chính khí huyết long mạch của dãy núi Trường Bạch sinh dưỡng mà thành, sinh vật vô chủ, kẻ nhìn thấy đều có phần." Đinh lão đạo thản nhiên trả lời, "Thực lực phi tôn, ma đạo các người nếu như trụ không vững, cũng đừng ở đó oán trách kẻ khác nhớ mong tới chứ." Quỷ tu họ Tôn nói. Hai người mở lời xong, lần lượt có người mở miệng chào phúng. Ma đạo đã không còn là ma đạo của năm đó, thực lực bạch hà sầu bọn họ đều thể hiện hết ra ngoài, đám người kia tất nhiên đều nhìn thấy được. Người mà bọn chúng nghi kỵ chỉ có sát phá lang của ma đạo và a lê, còn về những binh lực khác đều không đáng để đám cường giả này đặt vào mắt. Tạ Lan, giao ra hậu duệ tổ long, bọn ta lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không làm lỡ cuộc quyết chiến giữa các ngươi và giã tiên. Nếu như người cố chấp đối kháng đến cùng, đến lúc đại quân ngạo hàn đột kích, e rằng ma đạo của ngươi còn không kịp tái xuất đã rơi vào tình cảnh diệt phong rồi. Người bên liên minh đạo môn mở lời, một đám hề ngang ngược mà dám dự đoán sự tồn vong sống chết của ma đạo ta hả, cũng không sợ khoác lác cậy mạnh rồi cắn trúng lưỡi. Bạch Hà Sâu tức tối to tiếng phản bác, ha ha, đạo môn thực lực phi tôn, chúng ta thẳng thắn nói ra luôn đi, hôm nay bọn ta đều vì hậu duệ tổ long mà tới, mà đạo các người có chiêu trò gì thì đem hết ra đây đi. Đinh lão đạo cười lạnh chế nhạo, Ta nghe nói đại tướng phá quân mà ma đạo tin tưởng nhất lại mang thân thể âm linh, ta tu luyện quỷ tu bao năm, cũng muốn cùng cô ấy thân mật một chút. Bên quỷ tu bỗng xuất hiện một tên trẻ tuổi mặt mũi gian tà háo sắc mở miệng trêu chọc. Lời hắn vừa buông xuống, người bên cạnh đã nhanh chóng lùi ra xa. Nhạo báng ma đạo là một chuyện, xỉ nhục đại tướng phá quân lại là một chuyện khác. Tên này thế mà chưa phát giác ra chuyện chẳng lành, vẫn tự nhiên sấp láo như cũ, nghe nói Hoàng Hà Nương Nương là giai nhân tuyệt thế. Lời này của hắn vừa nói được một nửa thì không thể nói tiếp, bởi vì một mũi tên gắn lông vũ trực tiếp xuyên qua cổ hắn. Đồng thời vào lúc này, Bạch Hà sầu ra lệnh cho đệ tử Ma đạo chúng tôi bao vây gắt gao toàn bộ quỷ tu từ hai phía. Phá quân Ma đạo không có ở đây, đáy mắt tên quỷ tu họ Tôn lóe sáng, phát giác ra có huyền cơ bên trong. Lời của hắn vừa truyền xuống, đại quân quỷ tu ngay tức thời dâng cao ý chí chiến đấu. Không phải chỉ mỗi Phá quân vắng mặt, lẽ nào chư vị còn chưa phát hiện ở đây không có pháp trận hả? Đúng rồi, không có pháp trận tức là nói Khương Tuyết Dương cũng không có mặt ở đây. Trước khi đến đây ta đã tính qua một quẻ, quẻ tượng rõ ràng báo ở thiên trì trời sẽ giáng sát cơ, có tai họa nhúm máu. Đồng quẻ, bây giờ xem ra, nhúm máu chắc hẳn ám chỉ đại tướng của ma đạo rồi đấy. Không chỉ mỗi mình bọn chúng, thần niệm của ma đạo tổ sư tạ lan lên xuống thất thường, át hẳn cũng đã bị thương đến thần hồn rồi. Mau nhìn xem, yêu khí phía nam dâng cao mút trời, đại quân Giá tiên đã lên đường rồi. Những kẻ hôm nay đến đều là mấy lão cáo già, chỉ dùng mấy lời nói đã nhanh chóng bóc trần nguy cơ mà ma đạo cố gắng che giấu. chương 335, bia thất sát xuất hiện một. Từng câu từng chữ của họ đã khiến tất thảy nguy cơ của ma đạo bày ra trước mắt thiên hạ. Tạ Lan, đại quân của Giá tiên rất nhanh sẽ đến đây, nếu ngươi không chịu từ bỏ hậu duệ của Tổ Long, ma đạo bại trận là cái chắc. Đinh đạo sĩ ra tối hậu thư, chỉnh đốn hàng ngũ quân binh đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Trong mắt bọn họ ma đạo sớm đã bị ép đến đường cùng, kết cục của việc ngoan cố chống cự là ma đạo sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tạ Lưu Vân thở dài một hơi, hắn là người hiểu rõ nhất thế khó của tôi. Nếu bây giờ ma đạo bị tiêu diệt, một mình nhân đạo nhất định không chịu nổi áp lực của tiên đạo. Giã tiên liên minh với tiên đạo, mà long tộc cũng sắp sửa xuất thế, nếu ma đạo cứ thế bị tiêu diệt, cho dù là hàm cốc quan của nhân đạo tái xuất, nhân đạo cũng địch không lại tiên đạo. Năm đó nhân đạo, tiên đạo và âm ti cùng nhau liên thủ, đánh đổi bằng hàng triệu sinh mạng, bao nhiêu thiên tôn ngã xuống cũng không thể kéo được ma đạo từ thần đàm xuống. Nếu không có phá quân vác đao xuống âm ti, cuộc chiến phong thần không biết phải kéo dài bao lâu nữa mới kết thúc. Bây giờ một đám hề không cùng đẳng cấp mà cũng dám chân cháo bàn luận về vận mệnh của ma đạo, quả là ông trời trêu người mà. Bạch tham quân, dẫn đệ tử ma đạo xuống núi nghênh chiến. A lê, nhóc đi canh giữ đại bản doanh của ma đạo. Kiêm hà tướng quân, cô sẽ là tướng tiên phong của ma đạo. Tôi quả quyết hạ lệnh, Thùy Hỏa không ở đây, kiêm hà chính là chiến lược mạnh nhất của ma đạo. Cô ấy có thể dùng huyết mạch huyễn ma để mô phỏng thất sát kiếm liên hoàn chiêu của tôi. Nhiệm vụ đối đầu trực diện với đòn tấn công của đại quân giã tiên chỉ có thể giao cho cô ấy. Mũi tên của A Lê chỉ có thể giết từng người một, chắc chắn không thể địch lại đội quân hùng mạnh của giã tiên. Ngạo Phong không thể ra mặt, bởi vì bọn chúng vốn vì hắn mà đến và cũng sẽ không để hắn dễ dàng rời khỏi đây chúng ta đi rồi còn huynh thì sao a à, lê hỏi cứ làm theo lệnh của ta tôi đáp được vậy ta sẽ nghe theo lệnh huynh lần nữa nếu huynh chết bọn chúng cũng sẽ phải bồi táng theo ánh mắt a à, lê quét một lượt qua những người của ẩn thế tông môn tựa như muốn ghi nhớ hết toàn bộ dáng vẻ của họ a à, lê là người đầu tiên xuống núi bạch hà sầu ý nhị nhìn tôi sau đó cũng đem đệ tử của ma đạo xuống thiên trì anh nhất định sẽ không sao đúng không? Kiêm Hà Thâm Tình nhìn tôi hỏi. Sẽ không sao đâu, có một chuyện em muốn nói với anh, thực ra chị Thùy Hỏa đã nhận em làm em gái rồi. Ừ, thực ra đây là chuyện đã nằm trong dự đoán của tôi. Chị Thùy Hỏa còn nói, chờ đến ngày tổ đình của Ma đạo mở lại, chị ấy sẽ cho phép anh cưới em. Câu này Kiêm Hà không nói trước mặt mọi người mà dùng thần niệm để nói với tôi. Em đang đợi anh, Kiêm Hà dùng thần niệm nói xong bốn từ này xong liền bay xuống thiên trì nhìn theo bóng lưng dần khuất của cô ấy tôi cười khổ trong lòng tâm cơ của thùy hỏa cũng thật thâm sâu tổ đình của ma đạo không biết bao giờ mới mở trở lại tuy vậy tôi thực sự mong rằng ngày đó sẽ đến sau khi toàn bộ người của ma đạo rút lui trên thiên trì chỉ, chỉ còn lại hai người là tôi và ngạo phong đạo tổ người sẽ giao ta cho bọn chúng sao ngạo phong đột nhiên hỏi sắc mặt hơi tái đi mưu đồ của bọn chúng không giống với ma đạo mà đạo hy vọng có thể dùng long mạch để cải thiện vận mệnh còn cái bọn chúng muốn lại là cơ thể của Ngạo Phong. Huyết mạch của Tổ Long, long mạch nguyên lực, long tinh, long châu, kể cả máu, phẩy và gân cốt của rồng, tất cả đều là bảo vật cực kỳ quý hiếm của trời đất. Trong đó, thứ quý hiếm nhất chính là huyết mạch của Tổ Long, nếu có thể luyện hóa và hấp thu nó vào trong cơ thể, liền có thể một bước trở thành cao thủ nửa bước thiên tôn. Thậm chí tương lai còn có thể nhờ nó mà một bước thăng thiên, trở thành thiên tôn. Nửa bước thiên tôn nhiều không đếm xuể nhưng thiên tôn lại chỉ có hiếm hoi vài người muốn trở thành thiên tôn không chỉ cần thiên phú vượt bậc mà còn phải có ý chí kiên định và cơ duyên ngàn năm có một tài nghệ là do trời định không thể thay đổi ý chí bọn họ cũng có nếu không cũng sẽ không từ bỏ hồng trần mà sống cuộc đời ẩn dật như vậy cái mà bọn họ còn thiếu chính là cơ duyên nếu bọn chúng muốn động vào cậu trước hết phải bước qua xác tôi đã tôi nhìn vào mắt ngạo phong nghiêm túc nói sau khi chết tôi không quản nổi việc thiên tai lụt lội nhưng trước khi chết sinh mạng của từng đệ tử ma đạo đều do tôi gánh vác. Cờ chiêu hồn là một trách nhiệm nặng nề mà ma đạo tổ sư không thể trốn tránh. Chỉ cần tôi còn sống, cờ chiêu hồn cũng sẽ mãi sừng sững ở đó. Nói xong tôi dặn ngạo phong ở yên một chỗ, sau đó một mình đi về phía đám người của ẩn thế tông môn. Các người có thể dự đoán được trời sẽ phát ra sát cơ trên bầu trời ở thiên trì, tính ra ma đạo ta mất đi tướng quân phá quân và còn đoán được sách lược của chúng ta, nhưng còn có một chuyện nữa không biết các người có tính ra không. Tôi nói, chương 336, bia thất sát xuất hiện hai Chuyện gì, Đinh Đạo Sĩ hỏi tôi, vì sao trời lại phát ra sát cơ? Lời vừa nói ra, tất cả những người ở đó đều lộ ra vẻ mặt suy tư. Chuyện thiên phát sát cơ chỉ xảy ra 3 lần, mà mỗi một lần đều liên quan tới ma đạo tổ sư. Lần đầu là lúc ma đạo tổ sư lập nên ma đạo và đặt ra giáo lý chúng sinh đều bình đẳng, lúc đó cửu thiên lôi kiếp đã giáng thẳng xuống cơ thể của ma đạo tổ sư, lần thứ hai là lúc ma đạo tổ sư chạy trốn và cướp lấy đại đạo lại lần nữa khơi dậy thiên phát sát cơ lần thứ ba là đêm trước khi ma đạo tổ sư đến hoàn hồn nhai đại chiến nghe nói ma đạo tổ sư vốn đã nắm chắc phần thắng nhưng bởi vì thiên phát sát cơ nên bị hủy đi một nửa tu vi tuy nhiên người của ẩn thế tông môn không hề biết những chuyện này cho dù là người trong đạo môn cũng có rất ít người biết chuyện này những người đủ tư cách biết chuyện đều là những cao thủ không hề tầm thường tại sao ư quá đơn giản bởi vì thiên đạo không muốn các ngươi có được hậu duệ của tổ long. Quỷ tu họ tôn lên tiếng, chỉ vì mỗi hậu duệ của tổ long thôi sao, nếu không thì vì sao chứ? Họ tôn kia lại hỏi, tôi không đáp lời hắn mà nhìn về phía tạ Lưu Vân, nói, hy vọng ngươi giữ lời hứa, hôm nay nhân đạo sẽ không ra tay với ma đạo. Tạ Lưu Vân nghe vậy dường như nhớ ra điều gì, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng hắn là một đấng quân tử, lời hứa của quân tử nặng tượng ngàn vàng vậy nên cho dù hắn đã mơ hồ đoán được gì đó nhưng vẫn không quên lập trường của mình ra lệnh người của nhân đạo lùi lại một khoảng nữa mộ dung tiên tử cô từng nói rằng chờ đến lúc tháo mặt nạ xuống mới giết tôi đúng chứ tôi nói với mộ dung nguyên duệ đúng vậy mộ dung nguyên duệ đáp nói xong cô ấy cũng ra lệnh người của tiên đạo lùi lại bằng khoảng cách với nhân đạo hiện giờ ở giữa thiên trì chỉ, chỉ còn lại tôi và mấy chục cao thủ nửa bước thiên tôn của ẩn thế tông môn đối đầu với nhau sát ý dần ngưng tụ lại nhưng không ai trong số họ dám chủ động tấn công tôi trước. Danh tiếng cũng giống như bóng của cây, năm đó sau khi ma đạo tổ sư tử trận ở hoàn hồn nhai, người điên cuồng như phá quân cũng không dám nghênh chiến trực diện. Mặc dù hiện giờ Thùy Hỏa không ở đây, nhưng chỉ cần tin tức về cái chết chưa bị lộ, bọn chúng cũng không dám làm bừa. Ma đạo phá quân tức giận kinh động đến cả phù đồ tháp dưới âm ti, không chỉ mỗi cô ấy, đến cả ánh mắt của A Lê lúc xuống núi cũng đủ khiến cho bọn chúng khiếp đảm. Tuy vậy miếng mồi lớn ngạo phong có sức cám dỗ lớn hơn tất thảy, đường đến đại đạo gian nan khổ cực, bọn họ vì đổi lấy một cơ duyên mà liều lĩnh đặt cược cả mạng sống của mình. Tu vi của tạ lan cùng lắm là bằng nửa bước thiên tôn, các người có gì mà lo sợ. Ta nói trước, ai giết được tạ lan, hậu nghệ của tổ long sẽ về tay người đó. Quỷ tu liếc nhìn đinh đạo sĩ và nói lớn, được, đinh đạo sĩ nói, hai người gật đầu, sau đó người của ẩn thế tông môn bắt đầu phát ra ánh sáng chó trang. Pháp kiếm, bùa chú, thần pháp, ảo ảnh, pháp bảo lần lượt được chúng thi triển, tất cả đều là sát chiêu mạnh nhất của bọn chúng. Mà tôi chính là mục tiêu duy nhất của chúng, cho dù bọn chúng không ra tay, chỉ riêng thần niệm của mấy chục nửa bước thiên tôn cũng đủ khiến cho thức thần của tôi hoảng sợ không thôi, ngũ cảm hỗn độn, lục thức bất an. Tuy thất sát kiếm của tôi rất mạnh nhưng bọn chúng không cho tôi cơ hội để ra đòn, chỉ sợ phong bạo cự long còn chưa xuất hiện thì tôi đã ôm hận mà tử trận nơi chiến trường rồi. Cho nên, nếu lần này muốn lật ngược thế cờ chắc chắn không thể dựa vào thất sát kiếm. Tôi ngừng tụ ý niệm tại huyệt thần đình, mở ra thế giới huyền quan của tôi. Ngay khi huyệt thần đình được mở ra, một luồng khí đen vụt ra từ đó. Giải thích huyệt thần đình thuộc đường giữa của cơ thể, tính nửa đốt ngón tay cách trên đường chân tóc. Hết giải thích, luồng khí đen nhanh chóng ngưng tụ thành một thực thể ngay giữa không trung rồi rơi xuống thành một tấm bia. Sát khí của trời nổi lên là do mặt thứ ba của bia thất sát của ma đạo tổ sư, sau khi chiếm được bia thất sát, nó cũng trở thành đồ của tôi, Thiên đạo có muốn làm gì cũng không được. Vậy nên lần này bia thất sát có xuất hiện trở lại cũng không có thiên tượng nào xảy ra. Bia thất sát thành hình, trời đất trở thành một vùng tiêu điều sơ xác. Thần thuật còn chưa kịp thi triển, ánh sáng ban đầu phút chốc trở nên ảm đạm, pháp kiếm rủ xuống, pháp bảo mất kiểm soát, cơ thể bọn chúng đều không khống chế được mà run lên. Thần niệm trong bia thất sát quá rồi rào và khủng khiếp, với tu vi của chúng chắc chắn không thể nào thoát khỏi xiềng xích. Đây là cái gì? Có người kinh hãi hỏi. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Có người đọc lên dòng chữ trên tấm bia. Đây chẳng phải là giáo lý của ma đạo sao? Thiên trì, truyền thuyết nói rằng đây là mặt thứ ba của bia thất sát ở kiếp này. Ma đạo tổ sư tạ Lan Vung kiếm đại sát tứ phương. Một trận này đã tiêu diệt 32 vị nửa bước thiên tôn của ẩn thế tông môn. Diệt sạch không còn một thần hồn. Cuối cùng để lại một câu, kẻ nào dám đụng đến người của ma đạo, ắt sẽ thân tử đạo tiêu chương 337, âm ti bắt hồn một Tạ Lưu Vân chỉ muốn tôi giết gà dọa khỉ, nhưng tôi làm triệt để hơn cả lời hắn nói, không chỉ giết sạch hết bọn chúng, mà đến một linh hồn cũng không sót lại. Uy lực của thần niệm phát ra từ bia thất sát tuy sánh ngang với thiên tôn, nhưng chính nó cũng vắt cạn thần thức của tôi. Sau khi diệt sạch đám người đó, tinh thần tôi trở nên vô cùng yếu ớt, cảnh vật trước mắt trở thành một mảng mơ hồ. Cảm giác này giống như uống quá chén, không còn nhớ mình là ai vạn vật trước mắt đều trở nên mờ mịt và trống rỗng tôi cố hết sức tập trung tinh thần mới có thể đặt bia thất sát trở lại huyền quan vô tri vô giác tựa như mọi thứ đều không liên quan gì đến tôi tôi thực sự muốn nằm xuống ngủ một giấc nhưng tiềm thức nhắc nhở tôi rằng mày nhất định phải tỉnh táo tôi âm thầm cắn đầu lưỡi nuốt xuống một ngụm máu tươi đau đớn khiến tôi tỉnh táo hơn một chút sau đó liền nhìn thấy tạ lưu vân dùng vẻ mặt phức tạp nhìn tôi tạ lan người có biết ngươi làm vậy đồng nghĩa với điều gì không Đồng nghĩa với điều gì? Tôi ngơ ngác hỏi, hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó đem người của nhân đạo rời đi. Sau này tôi mới hiểu ra, bia thất sát là sự kế thừa cuối cùng của ma đạo tổ sư ở trên thế giới này. Khoảnh khắc tôi tế lên bia thất sát, đồng nghĩa với việc tuyên thệ với tam giới rằng tôi sẽ đi theo con đường năm xưa của ma đạo tổ sư. Sau khi tạ Lưu Vân rời đi, người của tiên đạo cũng rút lui. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, trên thiên chỉ chỉ còn lại tôi và Ngạo Phong chúng ta cũng đi thôi. Ừ, Ngạo Phong, người có hối hận khi gia nhập ma đạo không? Không hối hận, dưới chân núi, sự im lặng chết chóc bao trùm trận doanh của đệ tử ma đạo. Theo tin tình báo từ Bạch Hà Sầu, lần này toàn bộ đội quân của giã tiên đổ bộ tấn công, 10 vạn đại quân đến đây để thảo phạt ma đạo. Ngạo Hàn là hậu duệ của băng giáp giác ma long, huyết thống của hắn còn không bằng long tộc bình thường chứ đừng nói đến việc so với Ngạo Phong. Vì vậy hắn là người không muốn tha cho Ngạo Phong nhất, bởi chờ đến lúc ngạo phong trưởng thành, uy lực của long tộc trong huyết mạch tổ long sẽ kiềm chế hắn vô cùng gắt gao. Nếu là trước đây, chúng tôi chỉ mong sao giã tiên có thể chủ động khiêu chiến. Nhưng với tình hình hiện tại, Thùy Hòa không thể xuất đao, Khương Tuyết Dương sống chết không rõ, chỉ có thể nhờ A Lê và Kiêm Hà cố hết sức kiểm soát đại cục. Về phần tôi, thần thức bây giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt, giống như cây đèn cầy trước gió, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là lần khủng hoảng báo động nhất mà sát phá lang gặp phải từ trước đến giờ. Điều này cho thấy sát cơ xuất hiện do mặt thứ ba của bia thất sát còn lâu mới kết thúc và ma đạo cũng đang đối mặt với vấn đề sinh tử tồn vong. Trước tiên tôi đi đến lều của Khương Tuyết Dương, vết thương của cô ấy là nặng nhất. Vết thương của cô ấy sao rồi? Tôi hỏi, cơ thể của cô ấy quá yếu đuối, lần này chịu đòn của tự phù lôi trụ đã khiến kinh mạch bị hủy, sinh cơ gần như đình trệ, sống chết khó lường. Thùy Họa nói, có thể cho ngạo phong thử xem vừa nhắc đến ngạo phong liền nhìn thấy hắn bị a lê nhéo tai kéo vào trong long châu ở đâu mau đem ra cứu người đi a lê hung dữ nói ngạo phong tỏ vẻ không tình nguyện long châu được ngưng tụ từ long nguyên là thứ quý giá nhất của rồng tương đương với nội đan của rồng chỉ cần người trị thương cho sư phụ ta a lê ta xin thề từ nay về sau tuyệt đối không ức hiếp ngươi nữa a lê nói được vốn dĩ ngạo phong vẫn còn đang do dự nhưng vừa nghe lời này của a lê liền quả quyết đồng ý thùy họa đỡ khương tuyết dương ngồi dậy bày ra tư thế ngũ tâm hướng thiên cái gọi là ngũ tâm hướng thiên là chỉ đỉnh đầu hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân đều hướng lên trời cả người phải ở trong trạng thái thả lỏng nhất bình thường khi đạo môn tu luyện sẽ không bày ra tư thế này bởi vì ngũ tâm hướng thiên sẽ khiến năng lượng trong cơ thể thất thoát ra bên ngoài nhưng vì hiện giờ năng lượng trong cơ thể của khương tuyết dương gần như cạn kiệt cô ấy đang rất cần năng lượng từ ngoài truyền vào để khôi phục kinh mạch đang bị tổn thương. Ngạo Phong mới thức tỉnh chưa được bao lâu, Long Châu cũng mới được sinh ra, chỉ nhỏ bằng một hạt gạo, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dưới sự điều khiển của Ngạo Phong, viên Long Châu chậm chậm bay về phía Khương Tuyết Dương. Cuối cùng nó lơ lửng ở huyệt bách hội trên đỉnh đầu Khương Tuyết Dương và truyền ra năng lượng Long Nguyên tinh khiết về phía cô ấy. Tác dụng của Long Nguyên gần giống với nguyên lực của Long Mạch, thực ra hai thứ đều có cùng nguồn gốc, đều do Long Mạch chi khí tạo nên. Nguyên lực của Long mạch được sinh ra từ tạo hóa tự nhiên, còn Long nguyên là do Ngạo Phong ngưng tụ lại sau khi hấp thu Long mạch chi khí. Thời gian trôi qua rất chậm, vết thương của Khương Tuyết Dương lại vô cùng nghiêm trọng, muốn hồi phục e là phải tiêu hao rất nhiều Long nguyên. Một lớp mồ hôi đã lấm tấm trên trán của Ngạo Phong, ánh sáng rực rỡ ban đầu của Long Châu cũng dần biến mất. Nhưng hắn vẫn đang cắn răng kiên trì. Chương 338, Âm ty bắt hồn 2. Đột nhiên, mí mắt của Khương Tuyết Dương khẽ động đậy sau đó toàn thân tỏa ra một tầng hào quang. Điều này chứng tỏ chân khí trong cơ thể cô ấy đã bắt đầu lưu thông, chỉ cần chân khí có thể lưu thông, Khương Tuyết Dương có thể tự mình chữa trị nội thương. Tôi vội bảo ngạo phong thu lại Long Châu, lúc này Long Châu của hắn đã trở nên mờ nhạt ảm đạm, vốn dĩ lúc đầu to bằng hạt gạo nhưng giờ chỉ còn cỡ hạt bụi mà thôi. Qua một lúc nữa, Khương Tuyết Dương từ từ mở mắt ra. Tốt quá rồi, vì quá phấn khích, A Lê tặng cho ngạo phong một cái tát như trời giáng ngạo phong kêu lên một tiếng đau đớn nhìn a lê với vẻ mặt không thể tin được nhìn gì mà nhìn không phải ngươi bảo đời này sẽ không ức hiếp ta nữa sao ngạo phong yếu ớt hỏi vậy để ta xoa cho ngươi nha a lê đỏ mặt nói sau khi khương tuyết dương thức tỉnh ma đạo như có thêm chỗ dựa quân binh của ma đạo không nhiều nếu muốn nghênh chiến trực diện chỉ có thể dùng đến trận pháp từng trận pháp bắt đầu thành hình sĩ khí của ma đạo cũng được tăng lên đáng kể không có quân uy của thùy họa chúng tôi khó mà có thể chống lại đòn tấn công từ quân uy của 10 vạn đại quân của Dã tiên, may mà chúng tôi còn có ngạo phong. dã tiên đều là dã thú đắc đạo mà thành, bản năng của chúng sẽ bị uy thế của loài rồng khắc chế. Ngạo phong lại là hậu nghệ của tổ long, uy thế của loài rồng còn mạnh hơn nhiều so với băng long ngạo hàn. Thấy Khương Tuyết Dương đã bố trận xong xuôi, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ngay khi tôi thả lòng, cảm giác mệt mỏi sâu thẳm trong tâm hồn lại ập đến khiến tôi không gắng gượng được nữa, vừa về đến lều liền ngã xuống giường ngủ bất tỉnh nhân sự. Không biết đã ngủ được bao lâu, đột nhiên tôi nghe mang máng có người gọi tên mình. Vừa mở mắt ra, người đến lại là người của âm ty tuần dương phán quan đi cùng với hắc bạch vô thường. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Người của âm ty sao lại trà trộn vào lều của ma đạo được vậy? Không lẽ người của âm ty cũng đến cùng xuất binh với chúng tôi? Tạ Lan, sử dụng bia thất sát đã khiến ba hồn bảy vía của người bị phân tán, hiện giờ chỉ còn một tia tàn hồn sót lại để duy trì ý thức, ta đến đây để đưa ngươi tới âm ti xét xử. Tuần Dương phán quan nói lớn, ngươi dám động vào ta thử xem, nói xong tôi định rút kiếm, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể nhấc nổi kiếm. Nhìn kỹ lại, hóa ra người nằm trên giường mới là thân thể của tôi, còn hiện tại chỉ là cảnh tượng trong ý thức của tôi mà thôi. Trong lòng tôi bắt đầu hoang mang tột độ, muốn nhanh chóng trở về cơ thể, nhưng đúng lúc này hắc bạch vô thường tung xích sắt về phía tôi, trước mắt đã kéo tôi đến trước mặt họ. Đệ tử ma đạo đâu rồi? tôi lớn tiếng gào lên ma đạo giờ đang đại chiến ác liệt với dã tiên khó mà phân thân đến phá quân cũng đang bị thương nặng sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu tuần dương phán quan nói nếu là lúc bình thường tuần dương phán quan chắc chắn không phải đối thủ của tôi nhưng với tình hình hiện tại đừng nói là hắn đến hắc bạch vô thường tôi cũng đánh không lại sau khi tôi bị hắc bạch vô thường khóa chặt lại tuần dương phán quan liền lẩm bẩm khẩu quyết trong lều của tôi đột nhiên trồi lên một cánh cửa đen xì nặng nề, đây chính là cánh cửa giữa âm giới và dương giới. Cửa mở ra, tuần dương phán quan liền bước vào, theo sau là hắc bạch vô thường kéo theo tôi cùng bước vào trong. Thế giới phía sau cánh cửa mới đầu chỉ có một màu đen kịt, không thể phân biệt đông tây nam bắc, tôi thất tha thất thiểu bị hắc bạch vô thường lôi đi, trong lòng tức tối vô cùng. Đi một hồi lâu sau, trước mặt bắt đầu xuất hiện ánh sáng mở nhạt, cổng thành nguy nga hiện lên trước mắt, ở trên treo mấy chữ lớn khiến ai nhìn cũng phát hoảng quỷ muôn quan bước vào cửa giống như tiến vào một thế giới khác bầu trời ảm đạm xám xịt cảnh vật xung quanh lạnh lẽo thê lương trừ nhóm bốn người chúng tôi tôi còn nhìn thấy ở chỗ khác cũng có âm sai và vong hồn đang vội đi về phía trước tình cảnh của những vong hồn kia còn thê thảm hơn tôi nhiều họ vừa đi vừa bị âm sai dùng roi ra đánh đau đến mức khiến họ giống lên bọn họ đi theo là được rồi việc gì phải đánh họ chứ tôi nhìn mà không đành lòng đây là lý do vì sao đường hoàng tuyển gian nan, muốn trách chỉ có thể trách chúng đốt sai tiền giấy. Hắc vô thường phạm vô cứu hung hăng đáp, cuối đường hoàng tuyển chính là vọng hương đài, chỉ thấy một bục đá cao, tỏa ra từng luồng ánh sáng, trên rộng dưới hẹp, đứng trên đó có thể quan sát cả năm châu bốn bể, ở trên có viết ba chữ lớn đỏ thấm vọng hương đài. Người xưa nói, đến vọng hương đài, ngắm nhìn quê hương mà không quay về được. Nếu đã đến vọng hương đài thì gần như không còn khả năng hoàn hồn nữa, lúc này cơ thể ở dương gian cũng sắp được đưa vào hòng rồi lúc này trên vọng hương đài vang lên những tiếng khóc than thảm thiết không dứt khiến tôi không đành lòng nghe hắc bạch vô thường đang định đưa tôi về phía vọng hương đài thì bị tuần dương phán quan gọi lại hắn không đến đó đưa hắn đến thẳng cầu nại hà đi làm như vậy có phạm quy không bạch vô thường tạ tất an hỏi mạnh bà thiên tôn muốn gặp hắn lần này đi bắt hồn của hắn cũng là ý của ngài ấy nếu không có ăn no rừng mỡ ta cũng không có gan đi bắt hồn của hắn. Tuần Dương phán quan chừng mắt nói, ha ha, cũng đúng, nếu người của ma đạo biết ba người chúng ta bắt mất hồn tổ sư của bọn họ đi, sau này chúng ta đừng hòng đặt chân đến Dương Gian nữa. Nói xong, bọn họ liền đưa tôi đi về phía cầu Nại Hà. chương 339, Mạnh Bà Thiên Tôn 1 Tôi bị hắc bạch vô thường kéo đi hồi lâu, cuối cùng tới trước một con sông lớn. Đây là sông Vong Xuyên Ư, tôi bèn hỏi, đúng vậy, đây chính là sông vong xuyên con sông ngày xưa từng bị ma đạo phá quân chém đứt tuần dương phán quan trả lời sông vong xuyên rộng mấy chục trượng nước sông đỏ như máu đầy độc trùng bên dưới hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai mùi gió tanh ập vào mặt khiến người ta nhìn mà kinh hãi thứ khiến người ta sợ hãi không chỉ có cô hồn dã quỷ ở dưới sông mà chính dòng sông này cũng chứa đầy âm sát do oán khí hóa thành sát cơ vô cùng ghê gớm truyền thuyết nói không thể chạm vào nước ở sông vong xuyên vì nó sẽ lấy mất linh hồn và khiến cơ thể mục giữa, tuy vậy ý thức vẫn còn đó, nên chỉ họ có thể chìm trong đau khổ mãi mãi. Năm đó phá quân một đao chặt ngang sông Vong Xuyên, khiến vô số cô hồn giã quỷ thoát ra khỏi đây, tàn sát cả vùng đất âm ti. Vì nước sông không có chỗ thoát, thượng nguồn sông Vong Xuyên bị vỡ, vây khốn ba trùng sơn của quỷ đế phía Tây. Sau cuộc chiến phong thần, âm ti đã bắt được vô số linh hồn từ dương gian, nhưng chỉ vì một đao này của phá quân mà tất cả đều trở về con số không. Cơn thịnh nộ của Phá Quân có thể sánh ngang với thảm họa huyết hải phù đồ. Không biết chúng ta đã mất đi bao nhiêu âm binh quỷ tướng, đến Tây Quỷ Đế cũng phải đổi chủ. Tuần Dương Phán Quan nhìn về phía sông vong xuyên cảm khái nói: "Ban đầu ba trùng sơn thuộc quyền quản lý của Quỷ Đế Vương Chân Nhân, nhưng vì tai họa do Phá Quân gây ra, Vương Chân Nhân mất đi chức vị, Triệu Văn Hòa trở thành tân Quỷ Đế. Vậy Vương Chân Nhân hiện giờ đang làm chức vụ gì?" Tôi hỏi, "Đến nay vẫn bị giam giữ ở Âm Ti Địa ngục tầng thứ 18." nhưng sau khi châu khất lên kế vị bắc âm đại đế hắn cũng sẽ xuất thế nhanh thôi châu khất không phải hắn là trung ương quỷ đế sao sao lại làm bắc âm đại đế nữa vốn dĩ bắc âm đại đế cứ ba ngàn năm lại đổi một người nếu không do thời đại mạt pháp thì đã đổi người từ lâu rồi thông tin mà tuần dương phán quan cung cấp là lần đầu tiên tôi nghe được vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ bắc âm đại đế vẫn luôn là phật gia sau này tôi mới biết không những âm ty đã đổi người đứng đầu hai đạo nhân Tiên cũng đều bế quan không lộ diện. Thảm họa nhân gian vẫn đang tiếp diễn, không biết huyết hải phù đồ của Âm Ti hiện giờ ra sao. Tôi hỏi, việc này không cần ngươi quan tâm, Tuần Dương phán quan trực tiếp né tránh câu hỏi của tôi. Dọc theo phía Tây sông Vong Xuyên, chúng tôi cứ đi đến lúc gặp cầu Nại Hà. Ven sông phía hai bên bờ của cầu Nại Hà mọc đầy hoa bỉ ngạn, hiện giờ đúng vào mùa hoa nở, từng bông hoa màu đỏ tươi, tỏa ra hương thơm mê người. Hoa bỉ ngạn hay còn gọi là Mạn Châu Sa Hoa. Lúc hoa nở thì không thấy lá, lúc thấy lá hoa lại không nở, cho nên nó được gọi là loài hoa bi thương nhất thế gian. Đi được nửa cầu nại hà, tôi thấy một cô gái xinh đẹp đứng bên cầu, ánh mắt bi thương nhìn xuống dưới sông vong xuyên. Cầu nại hà là điểm kết thúc của ký ức, lúc bước qua cầu, tất cả ký ức trong quá khứ đều sẽ hiện về trong tâm trí. Chắc hẳn cô ấy nhớ đến những hồi ức khó quên trong quá khứ, cho nên mới không muốn quên đi. Vào lúc tôi sắp đi ngang qua, cô ấy đột nhiên nhảy xuống cầu nại hà ngay khi người vừa chạm nước liền có vô số cô hồn giã quỷ ở dưới sông lao vào cắn xé cơ thể cô ấy cô ấy gào thét trong tuyệt vọng đồng thời lộ ra vẻ mặt hối hận nhưng cô ấy càng tuyệt vọng những âm hồn kia càng ra sức cắn xé trong chốc lát chúng đã cắn nuốt hết âm thân của cô ấy muốn qua cầu nại hà thì phải uống canh mạnh bà để quên hết quá khứ ở trần gian nếu không uống sẽ không được qua cầu nại hà nếu kiếp sau muốn được gặp lại người mình yêu nhất kiếp này thì có thể không uống canh mạnh bà nhưng đổi lại phải nhảy xuống sông Vong Xuyên, chờ ngàn năm sau mới có thể đi đầu thai. Sau ngàn năm nếu tâm niệm không đổi và vẫn nhớ chuyện trước kia, thì có thể quay trở lại nhân gian đi tìm người mình yêu nhất ở kiếp trước. Đáng tiếc thay, từ trước đến giờ người nhảy xuống sông Vong Xuyên rất nhiều, nhưng có mấy người có thể quay lại đứng trước mặt người mình yêu lần nữa. Giống như cô gái trước mặt đây, chỉ cần tâm niệm có một chút dao động, bản thân lộ ra một chút hối hận thôi, đều sẽ bị cô hồn giã quỷ ở đây ngấu nghiến đến không còn mảnh xương có người nào nhảy xuống sông Vong Xuyên mà không chết không? Tôi hỏi, vấn đề này ta không trả lời được, chút nữa người hãng hỏi mạnh bà Thiên Tôn. Nói chuyện được một chốc, chúng tôi đã đến trước mặt mạnh bà Thiên Tôn. Mạnh bà không phải là một lão bà như trong truyền thuyết, đó là một cô gái còn rất trẻ. Chỉ là khuôn mặt cô ấy như được một lớp xương mù che phủ, có cố thế nào cũng nhìn không rõ mặt. Trừ điều này ra thì không có gì đặc biệt nữa, thực sự khiến người ta khó tin cô là một thiên tôn. Nhìn thấy tôi, mạnh bà bỏ thìa canh trong tay xuống, thì ra những vong hồn qua cầu nại hà cũng bị hắc bạch vô thường chặn lại. Tuần Dương phán quan đi tới trước mạnh bà thiên tôn kho mình hành lễ, nói, bái kiến thiên tôn, tôi đã đưa người đến rồi đây. Ừ, làm tốt lắm, người tạm thời đứng đây giúp ta canh chừng một lát. Vâng, Tuần Dương phán quan đáp, tạ lan, người đi với ta. Mạnh bà nói với tôi, đi đâu chứ, tôi hỏi, hoàn hồn nha, phía đầu kia của cầu nại hà thông với hoàn hồn nha. chương 340, Mạnh bà Thiên Tôn khai. Hoàn Hồn Nha là một đỉnh núi cô đơn, hoàn toàn độc lập với trời đất. Thức thần của tôi vô cùng mỏng manh, leo núi cũng không hề có cảm giác gì, nhẹ bẫng trong mây và sương mù, phút chốc đã leo lên đến đỉnh núi. Đứng trên vách núi nhìn xuống, chỉ thấy dưới vách núi bị mây và sương mù che phủ, nhìn không thấy điểm cuối. Đây chính là Hoàn Hồn Nha sao? Tôi hỏi, đúng vậy, năm đó mà đạo tổ sư đã rơi xuống ở nơi này. Hoàn Hồn Nha nơi mà ma đạo tổ sư đã tử trận. Trong truyền thuyết, đây là nơi mà ma đạo tổ sư đã một mình chiến đấu với cao thủ thiên tôn của cả ba phe âm ti, nhân đạo và tiên đạo, cuối cùng ngài đã bị bắc âm đại đế đánh trọng thương và tử trận. Thực lực của ma đạo tổ sư tuyệt thế vô song, nếu không phải do trước khi đến âm ti bị thiên phát sát cơ, hủy đi một nửa tu vi, thì phần thắng của trận chiến năm đó chưa biết sẽ nghiêng về ai. Lúc tôi vẫn còn đang thương cảm cho đạo tổ, bỗng cờ chiêu hồn trong huyền quan vọng đến một âm thanh vang dội Ma đạo tổ sư, rơi xuống. Đây không phải âm thanh thật sự của cờ chiêu hồn, mà là tiếng vọng của lịch sử. Bản thân ma đạo tổ sư là người cầm cờ, cho nên cái chết của ngài ấy sẽ không được ghi lại trong cờ chiêu hồn. Do sau khi tôi tới đây, cờ chiêu hồn mới xuất hiện cảm ứng, truyền ra tin tức cái chết của đạo tổ tới 3.000 năm sau, giống như lúc trước cờ chiêu hồn thông báo cái chết của thái cổ Nguyệt Ma. Ma đạo năm đó, sát phá lang tam phương tứ chính chấn thủ mệnh cung, không một ai có thể ngăn cản nhưng cuối cùng hắn cũng thua không còn một mảnh giáp, sau đó hóa thành hy di và đồng quy cùng trời đất. Tài năng của ngươi còn kém xa hắn, sao phải cố chấp dẫm lại vết xe đổ đó chứ? Mạnh bà hỏi tôi, thế gian không thể không có ma đạo, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, ba hồn bảy phách của người đã thất lạc, chỉ cần ngươi chịu giao ra cờ chiêu hồn và bia thất sát của ma đạo, ta sẽ giúp người thu lại ba hồn bảy phách, để ngươi quay trở lại nhân gian. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Vậy thì nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của ngươi trước khi ra tay có thể cho ta hỏi ngươi một câu hỏi không ngươi hỏi đi ngươi canh giữ cầu nại hà lâu như vậy đã từng có người nào nhảy xuống sông vong xuyên mà không chết chưa mạnh bà trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau mới nói chỉ có duy nhất một người ai vậy tôi hỏi bác âm đại đế bác âm đại đế hiện tại đã đổi thành châu khất bác âm đại đế tiền nhiệm mà mạnh bà nói là chỉ chân thân của phật gia người mà cô ấy không quên được chắc hẳn là ma đạo tổ sư nếu có thể vì ma đạo tổ sư mà nhảy xuống sông Vong Xuyên, chắc hẳn phải yêu ngài ấy sâu đậm lắm, vậy vì sao lại hại chết ngài ấy chứ? Tôi thắc mắc, ngươi sai rồi, bác âm đại đế không hại đạo tổ mà là muốn cứu ông ấy. Mạnh bà đáp, cứu ngài ấy ư, ừ, đúng vậy, mạnh bà nói, lúc đó mà đạo tổ sư đã bị thiên đạo cấm kỵ vô cùng, chỉ có cái chết mới có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của thiên đạo. Thế nên cô ấy đã bắt tay với nhân đạo và tiên đạo bày trận, đặt cược tính mạng mình để ép ma đạo tổ sư uống canh mạnh bà. Vốn dĩ ý định ban đầu của cô ấy rất đơn giản, đó là cho ma đạo tổ sư uống canh mạnh bà, sau đó nhảy xuống hoàn hồn nha để quay lại đầu thai làm người, như vậy thiên đạo sẽ bỏ qua cho ngài ấy. Vậy ma đạo tổ sư đã uống canh mạnh bà chưa? Nghe đến đây tôi không nhịn được mà hỏi. Uống rồi, chính mắt ta nhìn thấy ngài ấy đã uống rồi, hơn nữa canh này còn do chính tay ta múc, nhưng có một việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Chuyện gì cơ? Mạnh bà nói, sau khi ma đạo tổ sư uống hết bát canh mạnh bà, lúc đầu còn vô tri vô giác đi về phía hoàn hồn nhai. Nhưng khi chỉ còn cách hoàn hồn nhai một bước cuối cùng, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người lại nói một câu. Ngài ấy nói cái gì? Tôi hỏi, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, ta đã hỏi xong rồi, ngươi ra tay đi. Nói xong tôi nhắm mắt lại, lựa chọn của tôi cũng giống với ma đạo tổ sư, lúc trước ngài ấy thả thân tử đạo tiêu cũng không nhảy xuống hoàn hồn nhai, không vì sinh mạng của mình mà cầu xin sự thương hại của thiên đạo. Cờ chiêu hồn là nền tảng của ma đạo, trừ khi chết, bằng không tôi thể sẽ không giao nó ra. Nếu không tôi sẽ có lỗi với những anh linh đã hy sinh vì ma đạo, có lỗi với đệ tử của ma đạo. Bia thất sát là biểu tượng giáo lý của ma đạo, những âm hồn ở chợ quỷ cũng có cùng suy nghĩ với tôi, thế gian không thể nào không có ma đạo, nên tôi nhất định sẽ không giao nó cho người khác. Bất kỳ một trong hai thứ này đều đáng để tôi dùng tính mạng để bảo vệ, mạnh bà muốn tôi giao ra cả hai thứ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi chờ một hồi lâu cũng không thấy mạnh bà ra tay. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy miệng của Phật gia đang ngậm một viên đan dược, hướng về phía môi của tôi hôn tới. Chương 341, Trên đá Tam Sinh 1. Nhìn thấy mặt của Phật gia làm tôi giật thót tim, nhưng chưa kịp đợi tôi phản ứng lại, thì môi của chúng tôi đã chạm vào nhau rồi. Môi cô ấy rất mềm, nhưng chắc vì khôi phục âm thân nên nó có chút lạnh. Viên thuốc nằm giữa môi cô ấy được chiếc lưỡi thơm mềm đưa vào trong miệng tôi, một cỗ thần niệm mạnh mẽ theo đó lan tỏa khắp tứ chi và xương cốt của tôi cảm giác thoải mái giống như phi thăng vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Thân thể hiện giờ của tôi là hóa thân của thức thần, cỗ thần niệm này cũng là đang bồi dưỡng cho bản thân thức thần. Nếu ví thức thần tàn tạ của tôi như ngọn cỏ khô héo trong trời đông, thì cỗ thần niệm nuôi dưỡng này của tôi sẽ như một cơn mưa xuân vậy, trong phút chốc từ khô héo trở nên tươi tốt. Cảm giác này cũng giống như tên của cô ấy khi còn ở trần thế vậy, uy nhi. Lan Diệp Xuân uy nhi, quế hoa thu kiểu khiết hân hân thử xanh ý, tự nghĩ vi giai tiết. Đây là hai câu thơ trên nằm trong bài thơ cảm mộ kỳ 2 của Trương Cửu Linh thời nhà đường. Mang ý, lá cây hoa lan đến mùa xuân mọc phồn thịnh, hoa quế đến mùa thu là nở rộ trong trắng và tinh khiết, kiểu sinh sôi nảy nở này, mỗi mùa có một sắc thái đẹp đẽ riêng. Nhưng đáng tiếc cô ấy không có ý định dây dưa với tôi, chỉ đơn giản muốn đẩy viên thuốc đến giữa họng của tôi, rất nhanh liền rời khỏi rồi. Nhìn thấy cô ấy là tôi biết ngay, người chỉ thị cho Tuần Dương phán quan bắt đi hồn phách của tôi vốn dĩ không phải là mạnh bà mà là bắc âm đại đế tiền nhiệm. Là cô ấy biến thành hình dạng của mạnh bà, cũng như trước đây đã từng vậy, cố gắng khiến tôi từ bỏ ma đạo, thỏa hiệp với thiên đạo. Đáng tiếc, ngươi không phải ông ấy, ngươi cũng không phải là Phật gia, ta cũng không biết nên gọi ngươi là gì, chỉ biết rằng ngươi đã từ chức bắc âm đại đế. Tôi cười khổ nói, ta đã tu hành ở nơi cực hàn cửu u mà đắc đạo, trước khi chấp trưởng âm ti, minh giới thường gọi ta là nữ đế cửu u. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tạ lan bái kiến nữ đế cửu u. Sau này tôi mới hay, thân phận nữ đế cửu u còn cao quý hơn nhiều so với bác âm đại đế. Nữ đế cửu u là con cháu trực hệ của hậu thổ nương nương, địa vị tôn quý đến mức xếp trước cả ngọc hoàng đại đế của tiên đạo. Trước khi tiên đạo giáng thế, chúng sinh muôn loài đều do hậu thổ nương nương cai quản. Sau khi thiên đạo giáng thế, hậu thổ nương nương đã công thành lui thân, thân hóa lục đạo luân hồi trợ giúp thiên đạo xử lý sự vụ của âm ti, từ đó mà bảo toàn được sự kế thừa dòng dõi của hậu thổ. Mắt U Minh là biểu tượng của nữ đế cửu U, chỉ có cô ấy mới có thể tra xét cửu U. Châu Khất mặc dù đã trở thành bác âm đại đế, nhưng lại không có đôi mắt U Minh. Tạ Lan, không ngờ ngươi tuy thay đổi tim ma, nhưng vẫn nhớ dành một vị trí trong tim cho Phật gia. Phật gia mãi ở trong tim ta, ôi, cũng vì niệm phần tình cảm này của ngươi, cô mới sai người đưa ngươi đến âm ti, vì ngươi mà trùng tu thần hồn. Nữ đế cửu U thì thầm nói, nữ đế bệ hạ cứu ta chắc không phải chỉ vì nể mặt Phật gia thôi chứ. Tôi cũng không biết lúc nói ra câu này đầu tôi bị chập mất dây thần kinh gì nữa, nói xong liền hối hận vô cùng. Ngươi, hỗn sược, nữ đế cửu u ngẩn người một chút, sau đó sắc mặt lạnh đi, thần niệm của một vị thiên tôn cực kỳ lợi hại bùng nổ trong nháy mắt. Không làm thì sẽ không chết, chỉ với tu vi hiện tại của tôi, làm sao mà chống đỡ nổi loại áp bức này, cả người như bị xé nát, ngũ quan và giác quan trong nháy mắt đảo lộn cả lên. Cả người nhẹ như tờ giấy, hướng về phía vực trả hồn mà bay ngược về, mắt thấy sắp rơi xuống vực sâu, cũng may vào ngay lúc quan trọng, thì nữ đế cửu U đã giơ tay vẫy tôi trở lại. Chỉ là, từ đó trở đi, nữ đế cửu U chưa từng đối tốt với tôi lần nào nữa. Người đoán không sai, là cô nhất thời động tình, nên đã đem ngươi nhầm thành ông ấy. Cô hỏi ngươi, tim ma trong người ngươi từ đâu mà có vậy? Ngũ khí của nữ đế cửu U có chút thẹn quá hóa giận nói. Cô ấy hỏi tôi như thế, khiến tôi chợt nhớ đến hôm ở núi không minh, Cô ấy đã khuyên tôi đừng cố gắng tìm kiếm tia sinh cơ ẩn giấu trong đó. Giờ đây nghĩ lại, có lẽ cô ấy sợ tôi sẽ xông vào điện vạn ma, dẫn ma nhập thể. Tôi định sẽ giấu cô ấy chuyện này, mà tim ma này của tôi có liên quan chặt chẽ với ma đạo tổ sư. Lúc đó từ đầu đến cuối làm thế nào để đột nhập vào huyền quan của ma chủ hoán ma, làm thế nào lại gặp được Kiêm Hà, lại làm thế nào thấy được chân dung của ma đạo tổ sư, toàn bộ đều kể cho cô ấy nghe một lượt. Một khi nói đến những chuyện có liên quan đến ma đạo tổ sư, nữ đế cửu u đều nghe rất chăm chú trong sự tập trung có thêm chút cảm thương đến huyền quan của ma chủ hoán ma cũng bị ông ấy dở trò khó trách thiên đạo lại cam hận ông ấy đến vậy bây giờ ngươi đã tế xuất tấm bia thất sát thứ ba mà ông ấy để lại chẳng khác nào tuyên bố với tam giới rằng ngươi sẽ đi lại con đường mà năm đó ông ấy đi kết cục của ông ta ngươi cũng đã thấy rồi ngươi thực sự không hối hận sao không hối hận tôi kiên quyết nói rất tốt thực ra nếu ban nãy ngươi lựa chọn từ bỏ bia thất sát và cờ chiêu hồn Cô không những không giúp ngươi trùng tụ thần hồn mà còn đánh tan thức thần của ngươi, để ngươi không còn tồn tại giữa trời đất này." Nữ đế Cửu U lạnh lùng nói, "Tại sao? Chương 342: Trên đá Tam Sinh 2. Bởi vì sau cái chết của ông ta, có một vấn đề luôn khiến cô đau đầu trong một thời gian dài. Cô có thể vì ông ta mà nhảy xuống sông vong xuyên, nhưng tại sao ông ta lại không thể vì cô mà từ bỏ ma đạo?" Lúc nói những lời này, đôi mắt u minh của nữ đế Cửu U lại trở nên mơ hồ như lần trước nhảy xuống sông vong xuyên chịu đựng sự cô đơn trong ngàn năm tâm niệm bất biến mới có thể nhập thế luân hồi và tìm lại được người trong lòng từ xưa đến nay chỉ có một người làm được đó chính là cô ấy tình cảm của cô ấy đối với ma đạo tổ sư không hề ít hơn phá quân xin hỏi nữ đế bệ hạ hiện giờ có phải đã có đáp án rồi không tôi hỏi vẫn là chưa có nhưng đã không còn quan trọng nữa cô đã tìm được đáp án của mình từ sự lựa chọn của ngươi rồi Huống chi lúc đó ông ấy chém nứt không chỉ là tình duyên với cô, oán niệm của phá quân hộ Pháp Thiên Tôn đối với ông ấy cũng không ít hơn cô đâu. Nữ đế bệ hạ, bây giờ người đã giải quyết xong nút thắt trong lòng, xin người hãy đại phát thần thông giúp ta hoàn dương. Cần gì vội rời đi như thế, cô còn muốn đưa người đến trước đá tam sinh để soi về quá khứ và hiện tại, kiểm định một chút xem giữa người và ông ấy có nhân quả nào không. Ma đạo và giã tiên đang ở chiến trường giao đấu, ta lo lắng cho sự an nguy của đệ tử ma đạo tuy tôi cũng rất tò mò về đá tam sinh nhưng vẫn là quan tâm đến tình hình chiến sự ở nhân gian hơn dã tiên đã cho lui quân vợ ngươi bình an vô sự ngươi hài lòng với kết quả này chứ nữ đế cửu u lạnh lùng nói được nếu vậy thì ta sẽ cùng bệ hạ đi xem đá tam sinh trong truyền thuyết vậy theo truyền thuyết đá tam sinh do hậu thổ nương nương dùng một viên linh thạch từ thủa hồng hoang sơ khai mà đúc thành linh thạch vốn dĩ thông linh lại được hậu thổ nương nương ban cho tam sinh quyết nên có thể soi dọi ba kiếp người dưới sự dẫn dắt của nữ đế cửu U, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được chỗ đá tam sinh. Đá tam sinh ở cạnh sông Vong Xuyên, đá cao hơn 3 trượng, dài hơn một trượng. Ba mặt đá nhẵn như gương, lần lượt đại diện cho tiền kiếp, hiện tại, và kiếp sau của một người. Lúc đó tôi làm đúng theo sắp xếp của nữ đế cửu U, trước tiên là đi soi kiếp trước. Theo sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối, trên gương bốc lên một làn sương khói mịt mù, sương mù che hết cả gương, nên tôi không nhìn thấy gì cả. Mặc dù tôi không thấy gì, nhưng nữ đế Cửu U đứng bên cạnh xem rất tập trung, cô ấy dùng đôi mắt U Minh xem rất lâu. Sau khi cô ấy thu lại ánh mắt, tôi liền hỏi xem cô ấy đã nhìn thấy gì. "Cô không thể nhìn được kiếp trước của ngươi, cũng giống như năm đó cô không thể nhìn thấu kiếp trước của ông ấy vậy." "Ồ, nếu nữ đế bệ hạ đã xem xong rồi, thì hãy giúp tôi về lại nhân gian đi." "Tôi nói ngươi không đi xem xem kiếp này và kiếp sau của ngươi sao?" Nữ đế Cửu U ngạc nhiên hỏi, "Ta không tin có kiếp sau." thế kiếp này thì sao tôi không tin vào mệnh dù cho đá tam sinh có soi ra được gì đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến con đường phía trước của tôi tôi nói hôn nhân thì sao chẳng lẽ ngươi không muốn xem xem ai sẽ cùng ngươi đi hết quãng đời kiếp này sao vốn dĩ tôi cũng đã rất kiềm nén suy nghĩ của mình nhưng sau khi nghe những lời thẳng thừng của cô ấy thì không thể nhịn thêm được nữa có thể chỉ xem hôn nhân không tôi hỏi đương nhiên có thể Thực ra thì ban đầu hậu thổ nương nương tạo ra đá tam sinh là muốn quản lý nhân duyên luân hồi. Ngươi chỉ cần trong lòng nghĩ về tên của người ngươi yêu thương nhất, trên mặt đá sẽ hiển thị kết quả của ngươi và người đó. Nghe cô ấy nói xong, trong lòng tôi thấp thỏm đi đến trước đá tam sinh, mắt nhắm lại và nhầm thầm tên của Thùy Hỏa. Đá tam sinh rất nhanh cũng bốc lên xương khói dày đặc, cũng giống như kiếp trước của tôi vậy, hôn nhân giữa tôi và Thùy Hỏa cũng là không thể đoán trước được. Đây là tình huống gì đây? chẳng lẽ hôn nhân của ta cũng không thể nhìn thấu sao tôi hỏi ngươi nhìn không thấy là do tu hành ngươi chưa đủ kết cục của ngươi và cô ấy ta đã nhìn thấy rồi tạ lan ngươi phải đối tốt với cô ấy nữ đế cửu u thở dài và nói vậy chúng tôi đến cuối cùng có đến được với nhau không nghe ngữ khí của cô ấy không đúng lắm trong lòng tôi có chút hoảng có đó ngươi đừng có mà lừa ta hỗn sược cô đường đường là nữ đế cửu u gạt ngươi làm gì thôi được rồi ngươi đưa ta về đi tôi nói Bên cạnh người cũng không ít hồng nhan, những người con gái khác không muốn xem qua sao. Giọng điệu của nữ đế cửu u đầy cám dỗ vừa nghe, trong lòng tôi đột nhiên hiện lên cái tên của mộ dung nguyên duệ Lần này, kết quả hiển thị rõ ràng trên gương, chỉ là tôi không thể chấp nhận nó. Nữ đế bệ hạ, có phải ngươi đã dở trò gì đúng không? Ha ha ha, nữ đế cửu u cười lớn, trong chàng cười lớn của cô ấy, tôi được cô ấy vẫy tay đưa trở về nhân gian. mươi 343, Một đời anh minh một cho đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa, chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Khi mở mắt, phát hiện thấy Thùy Họa đang quay lưng lại với tôi ngồi trước bàn trong quân trướng, cẩn thận và nghiêm túc lau thanh đao trấn yêu của cô ấy. Bên trên chiến giáp màu đen dính đầy máu, máu trên thanh đao trấn yêu cũng chưa khô, hiển nhiên là vừa từ chiến trường trở về. Ngay lúc tôi chuẩn bị chào hỏi cô ấy, lại thấy có người vén màn của quân trướng lên, Kiêm Hà từ bên ngoài đi vào. Ra ngoài, Thùy Họa không rời ánh nhìn, ngữ khí lãnh đạm tôi biết cô xem trọng thể diện nên trước giờ đều không chủ động tìm anh ấy anh ấy đã hôn mê hai ngày rồi lẽ nào tôi gặp anh ấy một lần cũng không được sao tôi không cho phép tôi sẽ không đi đâu tôi muốn biết rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với anh ấy cô muốn chết giọng điệu của thùy họa mang theo sát khí sát khí bắt đầu lan rộng trong quân trướng hoặc là hôm nay cô thực sự giết chết tôi nếu không hôm nay tôi nhất định phải gặp anh ấy kiêm hà kiên quyết nói thấy tình hình trở nên căng thẳng đến cực điểm Tôi vội thức dậy và rời khỏi giường. Cũng giống với Thủy Hỏa vậy, Kiêm Hà cũng một thân đạo bào nhuốm đầy máu, trạng thái trông rất mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy sự quan tâm. "Kiêm Hà, tôi không sao." Tôi nói. "Không sao thì tốt, vậy tôi đi đây." Kiêm Hà nói xong nhìn tôi thật lâu, rồi quay người rời khỏi quân trướng. "Em không nên lạnh lùng với Kiêm Hà như vậy." Sau khi Kiêm Hà rời đi, tôi liền nói với Thủy Hỏa. "Không lẽ anh muốn em nói với cô ấy rằng anh mất hết ba hồn?" bảy phách cũng không còn, thức thần lại không rõ đang ở đâu sao? Thùy hỏa lạnh lùng nói. Sau này tôi mới hay với lần đánh mất hồn phách này, Thùy hỏa đã giấu hết tất cả mọi người, ngay cả Khương Tuyết Dương cũng không được vào thăm tôi. Chỉ nói với mọi người rằng tôi ở thiên chỉ quyết chiến với ẩn thế tông môn nên mới bị thương ở thần hồn, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là ổn thôi. Tin tức tôi chết ở núi Không Minh thật sự là một đả kích lớn với đệ tử Ma Đạo, kẻ thù ở trước mặt nên Thùy hỏa lựa chọn giấu đi tin tức, tự mình chịu đựng nỗi đau. Nhìn thấy gương mặt tiều tụy đi vì giả vờ mạnh mẽ của cô ấy, tôi chỉ muốn ôm thật chặt cô ấy vào lòng. Ai ngờ được, vừa mới bước đến một bước đã bị cô ấy kể thanh đao chấn yêu vào cổ. Tạ Lan, em đã nói với anh rồi, nếu có chết thì cũng phải là em chết trước. Thùy Hòa vẫn lạnh lùng nói, chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa đâu. Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy nói, bây giờ tôi đã hiểu ra rằng, đôi khi sự im lặng còn tổn thương người khác hơn là sự chia ly. Tôi không muốn bi thương giống như đạo tổ vậy, Cùng lúc làm tổn thương cả Phá Quân và nữ đế Cửu U. Phá Quân đã vì ông ấy mà vác đao xuống âm ti, còn nữ đế Cửu U lại vì ông ấy mà nhảy xuống sông vong xuyên, nỗi đau thương của bọn họ không chỉ đến từ cái chết của Ma đạo tổ sư mà còn vì sự im lặng của ông ấy. Anh hiểu được thì tốt, nói xong, Thùy Hỏa cất đao đi, sau khi sát ý mất đi, tình cảm bắt đầu trào dâng vô bờ, những giọt nước mắt cứ trào ra từ đôi mắt đen tròn của cô ấy. Tôi nhân cơ hội kéo cô ấy vào lòng, ôm chặt lấy, rồi hôn lên mặt Hôn đi hết những giọt nước mắt của cô ấy. Chúng tôi hôn nhau say đắm, tình cảm mãnh liệt như thể thủy triều dâng mãi không rút vậy. Cho đến khi A Lê Từ Kiêm Hà biết được rằng tôi đã tỉnh trở lại, xông vào quân trướng để gặp tôi, mới cắt ngang sự triền miên giữa tôi và Thùy Họa. "A, à, ta không cố ý đâu." A Lê che mặt chạy ra khỏi phòng. Cô ấy vừa chạy ra, Thùy Họa lập tức thoát khỏi vòng tay của tôi. Ngẩng đầu nhìn trời thở dài, vẻ mặt buồn bã, nhàn nhạt nói, "Tạ Lan, lần này em bị anh hại thảm rồi." Chuyện gì vậy, tôi hỏi, danh tiếng của phá quân đã bị hủy trong phút chốc. Tôi đã đem chuyện xảy ra dưới âm ti nói hết một lượt với Thùy Hỏa, và cả những việc của ma đạo tổ sư năm đó. Thùy Hỏa có ký ức của phá quân, nên khi nghe tôi nói về nguyên nhân ma đạo tổ sư đến âm ti để tham gia cuộc hẹn và mọi chuyện xảy ra với ông ấy thì buồn thương vạn phần, bởi nguyên nhân phá quân mang đao xuống âm ti là vì chuyện này. Nữ đế cửu U vì ma đạo tổ sư mà nhảy xuống sông Vong Xuyên tình cảm sâu nặng này không hề kém so với phá quân hộ Pháp Thiên Tôn. Cuối cùng tôi đã nói, nên ý của anh là ma đạo tổ sư nên cưới cả hai người luôn đúng không? Thùy Họa nói, tôi vừa định gật đầu, thì phát hiện sát ý trong ánh mắt của cô ấy, làm tôi nhớ đến đêm cô ấy ngồi mài đao. Vội vàng thay đổi chủ đề, hỏi về trận chiến giữa giã tiên. Trận quyết chiến này đã đánh hết hai ngày một đêm, đệ tử ma đạo đã chiến tử hết 5.000 người, trong số đó có 3.000 người thuộc quân đoàn oan hồn dưới chướng Thủy Họa, có thể nói là thương vong nặng nề. Nếu không phải có trận pháp kiềm hãm của Khương Tuyết Dương, đệ tử Ma đạo sẽ còn có nhiều thương vong hơn nữa. Em thì sao, có phải lại thiêu đốt thần hồn mà tham chiến nữa đúng không? Tôi hỏi. Không có, chủ yếu vết thương của em nằm trên thân thể, thần hồn không bị hao tổn. Anh không tin, mau cho anh xem xem. Chương 344, một đời anh minh Hai Nói xong tôi liền muốn cởi đi chiến giáp của cô ấy, thủy họa đỏ mặt nhưng lại không từ chối. Nếu ví thủy hỏa như món đồ sứ trắng tinh, thì giờ đây trên món đồ sứ này đã đầy dẫy vết nứt. Vốn cơ thể của cô ấy đã vì chịu oanh kích từ đạo tử phủ lôi trụ mà vỡ nát, tất cả đều dựa vào ý chí kiên cường mà tham chiến. Những vết thương này đừng nói là đánh trận, ngay cả khi đi đứng, nói chuyện bình thường cũng đã đau không chịu nổi rồi, thủy hỏa đã một mực cắn răng chịu đựng. Sự mong manh của thủy hỏa khi cởi bỏ chiến giáp đã khiến người khác đau lòng thay, sau khi tinh thần được thư giãn càng khó có thể giấu đi sự mệt mỏi cùng cực giữa hai hàng lông mày. Đợi sau khi cô ấy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tôi đắp chăn cho cô ấy rồi đi ra khỏi quân trướng. Bây giờ đã là nửa đêm, sau cuộc đại chiến không khí trong quân doanh yên tĩnh lạ thường. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, mà đạo muốn tái xuất, trong tương lai chắc chắn sẽ còn những trận chiến bi thảm và đẫm máu hơn nữa, sẽ càng có nhiều người chết đi nữa. Không phải ai cũng gánh chịu được sức nặng của cờ chiêu hồn. Quân trướng của Khương Tuyết Dương vẫn còn sáng đèn, bóng ảnh đơn độc ngồi trước bàn. Tôi vừa bước đến cửa, liền nghe thấy bên trong cô ấy gọi tên tôi thùy hỏa đã từng một đau bạc đầu khiến tôi cảm thấy buồn thương khôn nguôi nhưng tôi chưa từng chú ý đến thái dương của khương tuyết dương cũng đã lưa thưa vài lọn tóc bạc đạo bất ngôn thọ trích yếu nguyện ý tức là đạo không cần thọ chỉ cần nguyện ý bất kỳ lúc nào cũng có thể trẻ mãi không già dung nhan có thể không đổi nhưng những tâm huyết đã bỏ ra thì sao thùy hỏa cố chấp để lại mái tóc bạc nói tóc bạc vì quân muốn tôi nhớ đến sự đánh đổi của cô ấy Tóc bạc ở hai bên thái dương của Khương Tuyết Dương lại là để cho ai xem? Cậu lần này lại xảy ra chuyện gì vậy? Khương Tuyết Dương đứng dậy hỏi. Cô biết à, ba hồn mất hết, bảy phách cũng không còn, ta ngay cả chuyện này cũng không cảm nhận được thì còn gì tư cách làm sư phụ của cậu nữa? Tôi bị nữ đế cửu u bắt xuống âm ti." Khương Tuyết Dương nghe xong câu chuyện của tôi, trầm mặc hồi lâu. Lần trước là Kiêm Hà tặng cậu tim ma, lần này lại là nữ đế cửu u giúp cậu trùng tụ thần hồn, lần sau nữa thì thế nào? Khương Tuyết Dương hỏi, sẽ không có lần sau. Tôi nói, được, nhớ kỹ lời hôm nay mà cậu nói. Chỉ có sống mới có hy vọng, nếu như cậu chết rồi, người thương tâm không chỉ có mỗi thủy họa, mà là cả ma đạo này. Tiếp sau đó, tôi từ chỗ Khương Tuyết Dương biết được tình hình của trận đánh giã tiên. Lần này giã tiên thực sự huy động toàn bộ lực lượng. 100.000 đại quân đến công đánh ma đạo tôi. Phong dương trận của Khương Tuyết Dương, uy áp loài rồng của Ngạo Phong, hai tầng áp chế cũng không thể ngăn nổi quân uy sát phạt của 10 vạn đại quân. May mà Thủy Hỏa tham chiến kịp thời, đưa ra 10 ngàn âm hồn ngưng tụ được từ trong bốn lá hạo kỳ, sau khi giải phóng khí âm linh mới miễn cưỡng xem như ổn định đội quân. Liễu Như Thị, Hoàng Nhị Đại Gia, Thủ lĩnh Hồ Tiên Mới, Thủ lĩnh Phúc Tiên, Thủ lĩnh Thường Tiên, Khôi Bà Bà và những giã tiên khác trong 3 năm nay đều có sự đột phá, thực lực đều thăng lên đến nửa bước thiên tôn. Trong số đó thì Liễu Như Thị là đáng sợ nhất, cô ấy vốn dĩ là một linh xà ngàn năm đắc đạo, giờ đây lờ mờ có dấu hiệu hóa rồng rồi, trong trận quyết chiến này thậm chí cô ấy còn thể hiện sự uy áp của rồng nữa. Ngạo hàn thì sao, 5.000 đệ tử ma đạo thương vong, một nửa số đó là do ngạo hàn gây ra. Khương Tuyết Dương nói, yêu thần quyết của ngạo hàn đã cực kỳ thần thông rồi, thuật biến hóa cùng cực có thể biến thành bất kỳ thú thân nào của giã tiên. Điều quan trọng nhất là, yêu thần quyết có thể tự do chuyển hóa khí thức thần niệm, khiến cho A Lê không thể khóa được vị trí bổn tôn của hắn ngay cả khi khóa được chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền cũng có thể ngăn chặn mũi tên của a lê thùy hỏa đã sử dụng đến âm cực sinh sát liên tiếp xuất ra ba đao nhưng cũng không thể chém xuyên qua được chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền của ngạo hàn khiến chân thân hắn bị thương trong trận ác chiến này từ đầu đến cuối đều do dã tiên chiếm thế thượng phong tuy rằng ma đạo cũng loại bỏ không ít đại quân dã tiên nhưng tương đối mà nói thì tổn thất của ma đạo vẫn nhiều hơn khương tuyết dương nói nếu đã như vậy thì tại sao dã tiên lại cho lui quân là vì phong thần đã ra tay. Phong thần, sao lại không nghe thấy Thủy Hỏa đề cập đến chuyện này? Tôi hỏi, phong thần không hề nhúng tay vào chiến sự, mà trực tiếp đi đến đại miếu. Khương Tuyết Dương nói phong thần đã ở đại miếu thi triển thần tích, trận cuồng phong đã cuốn bay toàn bộ tượng thần trong đại miếu, ngoại trừ việc tượng nữ oa không bị di chuyển, tất cả các thần vị khác của giã tiên đều bị biến thành một đống đổ nát. Thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, phong thần đã nhiều lần vi phạm lệnh cấm, lần này e rằng khó thoát khỏi sự trừng phạt của thiên đình tôi nói hạo kiếp hoàng hôn chư thần trên thiên giới sắp bắt đầu rồi phong thần làm xong việc này bổn tôn trực tiếp đi đến hoàng hôn chư thần bắt đầu thí luyện sinh tử thiên đình nếu muốn đối phó cô ấy cũng chỉ đành đợi đến khi cô ấy bước ra khỏi nơi đó mới được phong thần có thể đi ra từ chỗ đó không không thể đoán được tôi chỉ biết nếu cô ấy muốn ra khỏi đó chỉ có thể đem bốn pháp tắc hệ gió kết hợp thành một rồi bắt đầu lĩnh vực bạo phong lĩnh vực bạo phong là loại uy năng chỉ có phong ma thái cổ mới có được thiên đạo sẽ cho phép sự xuất hiện của phong ma thái cổ thứ hai sao? Tôi hỏi, nhất định sẽ không cho phép, nên lần đi thí luyện này của cô ấy là thập tử nhất sinh, kiếp nạn chồng chất. chương 345, trước và sau quyết chiến 1. Nghe Khương Tuyết Dương nói về chuyện của phong thần, tâm tình tôi trở nên nặng nề, điều không thể chịu đựng được nhất chính là những cao thủ thiên tôn vì ma đạo mà phải hy sinh. Một lưu phong thiên tôn đã trở thành nỗi đau muôn thuở trong lòng tôi rồi, nếu phong thần còn gặp nạn, thì làm thế nào mà có thể chịu được? trước khi phong thần rời khỏi đã từng báo mộng cho tôi biết cho dù là không vì ma đạo cô cũng sẽ đi đến hoàng hôn chư thần để bắt đầu thí luyện sinh tử cô ấy muốn trùng chứng lĩnh vực phong bạo của phong ma thái cổ như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi khương tuyết dương an ủi đợi đội quân nghỉ ngơi xong xuôi chúng ta tấn công lên đại miếu tôi nói thực lực của giã tiên không còn như trước tôi nghĩ chúng ta nên tính kế lâu dài khương tuyết dương nói không được ma đạo không thể kéo dài cuộc chiến hơn nữa chỉ có thể dĩ chiến dưỡng chiến. Bất luận là thanh kiếm thất sát của tôi, hay là đao thiên địa giao trinh lưỡng đoạn của Thủy Hỏa, cũng cần phải trải qua tôi luyện sinh tử không ngừng mới có thể nâng cao được uy lực. Chiến tranh là sự thử thách tốt nhất đối với anh hùng, tốt hơn nhiều so với bế quan thanh thu. Nếu không nhân, tiên hai đạo cũng không bỏ qua cơ duyên tu luyện vô cùng tốt này, mà lại ở hải ngoại, cổ địa đánh đến sứt đầu mẻ chán vậy. Tôi đã ở thiên chỉ tế xuất bia thất sát, đồng nghĩa với việc tuyên bố rằng tôi sẽ đi theo con đường cũ của ma đạo tổ sư, kẻ địch trong tương lai của ma đạo khó mà đếm xuể, nhất định phải giết địch lập uy để trấn áp kẻ xấu. Trước mắt thì, nhân đạo và tiên đạo đang bận giao đấu với nhau đã cho cơ hội để ma đạo được thở. Mà nhìn từ bối cảnh chung, thì ma đạo đang trong buổi chiều tà của thời đại mạt Pháp đấu tranh sinh tồn. Ma đạo rốt cuộc có tương lai hay không, toàn bộ đều phụ thuộc vào lúc này cả. Nếu như không thể vùng dậy một cách toàn diện, một khi thời đại mạt pháp kết thúc chư thần và thiên tôn xuất thế, thì sự sống chết và tồn vong của ma đạo sẽ không còn do chúng tôi nắm giữ nữa. Giờ đây, điều duy nhất mà chúng tôi vui mừng là thời đại mạt pháp sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn được. Hùng quan mạn đạo chân như thiết, muốn ở thời đại mạt pháp chứng đắc thiên tôn, thì ngay cả tư chất thiên bẩm như tạ Lưu Vân thì vẫn còn có một chặng đường dài để đi. Giải thích Hùng quan mạn đạo chân như thiết là câu thơ trong bài thơ Ức Tần Nga lâu sơn quan của mao trạch đông ý nói lâu sơn quan vững như thép hết giải thích mà dấu hiệu để biết thời đại mạt pháp kết thúc là việc nhân gian có người chứng đắc thiên tôn so với ngạo hàn thì tôi càng lo rằng nữ oa hiển linh hơn phong thần lần này vi phạm lệnh cấm mà ra tay thì bà ấy càng có lý do để hiển linh nữa khương tuyết dương thở dài một hơi nói trừ khi nữ oa dám học bổn tôn phong thần hạ giới nếu không thì bà ta sẽ không thể bảo vệ được đại miếu Tôi nói có phải cậu định sẽ dùng bia thất sát của ma đạo tổ sư lần nữa không? Ừm, tôi muốn cược một ván với nữ oa. Không được, chuyện ở thiên trì tôi đã nghe Ngạo Phong nói rồi, nếu không phải cậu dùng đến bia thất sát, thì làm sao lại rơi vào kết cục ba hồn tan biến, bảy phách không còn chứ? Có cược nhưng chưa chắc thua, tôi không tin trong mắt nữ oa, giã tiên còn quan trọng hơn cả phân thần của bà ta. Nếu như cậu cược thua thì sao? Tôi sẽ không thua, thắng chắc rồi có một số chuyện tôi không thể nào nói với khương tuyết dương lý do mà tôi đủ tự tin để đánh cược với nữ oa là do tôi đã soi qua đá tam sinh bản chất của tu hành vốn dĩ là vì nghịch thiên cải mệnh nên bất cứ dự đoán nào trên đá tam sinh đều có thể bị thay đổi cả chỉ có nhân duyên mới không đổi hậu thổ nương nương tạo ra đá tam sinh chính là để kiểm soát nhân duyên luân hồi trừ khi dây hôn nhân trên đá tam sinh bị đứt nếu không thì cảnh tượng giữa tôi và mộ dung nguyên duệ nhất định sẽ trở thành sự thật từ hiện tại mà nhìn thì dây hôn nhân trên đá tam sinh vẫn chưa bị đứt, là do mộ dung nguyên duệ đến giờ này vẫn chưa tháo mặt nạ xuống. Thái thượng vong tình, chém đứt dây hôn nhân chỉ có thiên tôn mới có năng lực này. Bảy ngày sau, đại quân ma đạo đã nghỉ ngơi đủ. Thùy Họa trở lại đỉnh cao, Kiêm Hà và A Lê cũng trong trạng thái đỉnh cao mà xuất trận. Thùy Họa, yêu thần quyết của Ngạo Hàn thực sự là lợi hại đến vậy sao? Trong suốt hành trình, tôi và Thùy Họa vừa đi vừa trò chuyện. Sự lợi hại của yêu thần quyết nằm ở chỗ rất khó để có thể nắm bắt được thần niệm, chỉ có thể khắc chế tiến của A Lê, không thể ngăn được đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn của em. Điều em đau đầu không phải là yêu thần quyết, mà là bộ chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền mà hắn mang trên người kia. Lai lịch của chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền là như thế nào? Em không biết, em chỉ biết khí tiên thiên canh kim của em không có tác dụng với nó. Danh sưng chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền có thể ngăn cản sự tấn công của thuật pháp ngũ hành, thật không ngờ kể cả khí tiên thiên canh kim của Thùy Hỏa cũng có thể ngăn cản được. Sau này tôi mới rõ, không phải khí tiên thiên canh kim của Thùy Hỏa không có tác dụng, mà là do chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyển vốn là một vật trí âm, chính là vật khắc chế đao pháp hiện tại của cô ấy. Thùy Hỏa là thể âm linh, đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn 9981 đao, cô ấy chỉ có thể thi triển 40 đao thuộc về âm cực mà thôi. Âm dương sinh ngũ hành, cho nên khí tiên thiên canh kim mà cô ấy kích hoạt cũng mang thuộc tính âm cực. Chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền được nữ oa tạo ra từ luyện hóa anh linh của đại yêu thái cổ mà ra, sinh ra đã có thể khắc chế các sự tấn công mang tính chất âm cực. chương 346, trước và sau quyết chiến khai Sau khi tin tức ma đạo phản công đại miếu được truyền ra, thì đại quân của giã tiên đã tập hợp quân trận lại ở dưới núi Tiểu Bạch và sẵn sàng để đón địch. Ngạo hàn thật là có thể giữ được bình tĩnh, biết rằng ma đạo sẽ có chuẩn bị mà đến, nhưng lại không hề dẫn quân tuần hành đột nhiên đột kích, mà muốn dựa vào thiên thời địa lợi để đánh đâu chắc đó hắn chắc chắn rằng ma đạo sẽ đánh một trận đánh anh hùng, chiến lược dồn hết vào thủy hỏa, tôi, A Lê, Kiêm Hà và thêm vài người nữa, trừ chúng tôi ra, những đệ tử ma đạo còn lại không đáng để lo lắng. Mà muốn đối phó chúng tôi, thì đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công còn tốt hơn cả chơi trò đánh lén giữa chừng. Trong trận lần trước, ma đạo đã tổn thất 5.000 đệ tử, đại quân giã tiên thương vong chưa đến 10.000. Giờ đây hai quân đối mặt, thực lực lại càng tranh lệch. Đại quân hùng mạnh, vẫn chưa đánh nhau, nhưng doanh trái ma đạo đã bị tầng tầng lớp lớp sát khí quân uy áp bức. Cho dù là thùy hỏa cũng khó mà đối đầu trực diện được, chỉ có thể dựa vào trận pháp mà ngăn cản. Khương Tuyết Dương và vợ chồng Bạch Hà Sầu mỗi người lãnh đạo 3.600 đệ tử ma đạo đã kịp thời bố trí phong dương trận và vân thùy trận. Phong dương trận, phong vô chính hình, phụ chi phu thiên, biển nhi vi xà, kỳ ý tiệm huyền, phong năng cổ vật, vạn vật nhiễu yên, xà năng vi nhiễu, tam quân cụ yên. Nghĩa là gió không hình dạng, phụ thuộc vào trời, biến thành con rắn, ý nghĩa dần mất, gió khua đồ vật, vạn vật kêu vang, rắn vây lại gần, ba quân sợ hãi. Vân thủy trận, vân phụ vô địa, thủy tác vô hình, biện vi tường điều, kỳ trạng nãi thành, điều năng đột xuất, vân năng hối di, thiên biến vạn hóa, kim cách chi thanh. Nghĩa là mây phụ thuộc đất, ban đầu vô hình, biến thành chim bay, hình dạng của nó, chim sẽ nổi bật, mây có thể đổi, biến hóa muôn vàn, âm thanh kim cách. Gió mây hội tụ, không khí của trận doanh ma đạo vì thế mà thay đổi, mọi thứ đều trở nên quỷ dị khó đoán, không còn bị bóp nghẹt bởi quân uy của đại quân giã tiên. Sau khi hai bên kết trận xong, thì cuộc chiến đã đi đến lúc căng thẳng nhất. Bên chúng tôi, có tôi và Thùy Họa đứng ở vị trí tiên phong, Kiêm Hà trách trái, A Lê và Ngạo Phong trách phải. Ngạo Hàn thể hiện ra thú thân của Tổ Long, A Lê cưỡi trên lưng của cậu ấy, tay cầm cung tên điêu khắc, đôi mắt chim ưng quét khắp mọi hướng. Các binh sĩ hồ tộc đang lập trận phía sau chúng tôi, đoàn quân oan hồn tạm thời vẫn chưa ra trận. Lưu Phong Ngữ càng ngày càng thành thục, trầm ổn hơn, 8000 binh sĩ hồ tộc dưới sự thống lĩnh của cậu ấy, tự cậu ấy biết rằng thân mang trách nhiệm nặng nề. Lưu Phong Sương cũng sớm đã trưởng thành, 3 năm trước cô ấy vẫn còn là thiếu nữ mặt mũi non trẻ, giờ đây thân mang quân phục, đã làm nở rộ khí khái của nữ tướng anh hùng rồi. Cô ấy và Lưu Phong Ngữ không giống nhau, đạo của cô ấy được đích thân Thùy Hỏa chỉ điểm, đi theo con đường của Lưu Phong Thiên Tôn. Mà đạo của Lưu Phong Thiên Tôn lại là đạo canh kim đến cả đao pháp cũng là cảm mộ từ đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn của phá quân hộ pháp thiên tôn. Phá quân hộ pháp thiên tôn và lưu phong thiên tôn chị em tình thâm, không giữ bí mật gì với cô ấy cả, vì để lưu phong thiên tôn ngộ đạo, mà không biết bao lần ở trước mặt cô ấy biểu diễn đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn nữa. Hồ tộc thanh khâu trai tài, gái sắc, bọn họ chính là phong cảnh đẹp mắt nhất trên sa trường, cũng là chiến lược trung thành, tinh nhuệ nhất của ma đạo tôi. Người của Lưu Phong Thiên Tôn không cần lời hứa, lời vang vẳng bên tai, suốt đời khắc trong tim. Lướt nhìn quân đội của giã tiên, ba năm không gặp thần niệm của ngạo hàn lại càng lợi hại hơn, dù cho huyết mạch không thuần, uy áp loài rồng cũng không kém ngạo phong là bao. Hắn mặc trên người chiến giáp màu đen mênh mang và cổ kính, bộ giáp tỏa ra một luồng năng lượng yêu dị và mạnh mẽ, mặc dù không phải pháp bảo binh khí có tính công kích, bộ hắc giáp này cũng đã ẩn chứa sát khí vô tận. Thứ hắn mặc trên người chính là chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền. Thùy họa nói, cha, đúng thật là pháp bảo thần binh thượng hạng. Tôi nói, anh định sẽ đối phó với hắn như thế nào? Cứ đánh trước thử xem, nếu không được thì anh sẽ liên thủ với Kiêm Hà, song long hợp nhất. Chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyển có sức phòng thủ kinh người, nhưng tôi không tin lực phòng thủ của nó có thể so sánh với lĩnh vực mà Ngạo Phong lấy khí long mạch từ núi Trường Bạch phát triển thành. Khi Ngạo Phong lần đầu tiên xuất thế long vực kiên không thể vỡ, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được lực phá vỡ hư không mà tôi và Kiêm Hà liên thủ phóng ra. Trước đó tôi đã từng nói với Kiêm Hà kế hoạch tác chiến của tôi, yêu cầu cô ấy phải giữ đủ thần niệm để sau đó phối hợp với tôi kiêm hà sở hữu huyết mạch huyễn ma có thể bắt trước tất cả thuật pháp thần thông mà cô ấy thấy được thậm chí còn có thể mô phỏng cả đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn của thùy họa chỉ là uy lực không bằng bổn tôn thùy họa thi triển mà thôi điểm này không giống với khi cô ấy bắt trước kiếm thất sát của tôi kiếm thất sát xuất phát từ tim tim ma tôi đến từ trái tim của ma chủ huyễn ma mà thần thông của kiêm hà đến từ huyết mạch của huyễn ma không chỉ như thế Tim ma của tôi được cô ấy hy sinh tâm huyết của ba ngàn năm mà có, từ điểm này mà nói, cô ấy thật sự tâm linh tương thông với tôi, vì thế mà cô ấy có thể mô phỏng một cách hoàn mỹ các chiêu thức tấn công của tôi, chỉ cần có đủ thần niệm là được. Hai bên cũng không đợi nhau quá lâu, trận quyết chiến lớn nhất thời đại mặt Pháp đã nổ ra trong im lặng. Trời đất sụp sôi, sát khí sung tận trời xanh, chương 347, trời khó yên lòng một. Giữa ma đạo và giã tiền định sẵn sẽ có trận quyết chiến, điều này trong lòng tôi biết rõ, ngạo hàn trong lòng cũng rõ. Giã tiên là đồng minh bí mật của tiên đạo, vì thế khi trận chiến này thực sự diễn ra, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều cao thủ tiên đạo ẩn sau những đám mây phía xa kia, mà bên cạnh những cao thủ tiên đạo đó còn có rất nhiều người của nhân đạo nữa. Nhân đạo và tiên đạo tranh đấu, tuy mỗi bên đều có kẻ thắng người thua, nhưng bất kể về bối cảnh hay lai lịch, thì ưu thế vẫn nghiêng hẳn về tiên đạo, nhân đạo chỉ có thể dựa vào ưu thế về số lượng đông đảo để miễn cưỡng chống đỡ. Theo cùng với hạo kiếp của nhân gian đang lan rộng, thì hương hỏa của chư thần cũng ngày càng hưng thịnh, lợi thế về số lượng của nhân đạo cũng dần mất đi. Nguyên nhân là vì, tuy rằng chư thần mỗi người có một vị thế riêng, nhân đạo cũng có riêng cho mình các vị thần trên thiên đình, nhưng các vị thần của tiên đạo từ góc độ nào so sánh thì cũng mạnh hơn nhân đạo. Thiên đình hiện tại là kết quả của phong thần, trước khi cuộc chiến phong thần bắt đầu, thiên đình chỉ có bốn phương thiên đế và vài vị thần phụ trợ làm nhiệm vụ. Các vị thần linh khác hoặc là không xuất hiện hoặc là dựa vào sở thích cá nhân mà giáng tai họa hay ban phúc lành. Sau cuộc chiến phong thần nổ ra, chúng thần trên thiên đình lựa chọn phe phái ủng hộ, nhân, tiên hai đạo mỗi bên đều có nơi thuộc về. Cuộc chiến phong thần kết thúc, tiên đạo quản lý thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế bắt đầu không e dè mà sắc phong cho đệ tử tiên đạo, tăng cường thêm nhân lực cho thiên đình. Thiết lập 36 thiên cung, 72 thần điện, các ngôi sao trên bầu trời cũng đều có thần vị riêng. Tứ trị công tào ngũ đầu tinh quân, thái dương tinh quân, thái âm tinh quân, trị nhật thần, thị thị thần, tứ hải long vương, cửu diệu tinh quan, ngũ phương khế đế, lục đinh lục giáp, nhị thập bát tinh tú, lục thập giáp tử thần vân vân. Một bộ phận trong số bọn họ được tiên đạo trực tiếp sắc phong thành thần mới, ngoài ra cũng có một bộ phận là thần linh bản địa của thiên giới, tất cả đều phục vụ cho tiên đạo. Từ đó đến nay, thực lực chúng thần của tiên đạo liền đột nhiên vượt xa trên toàn phương diện so với chúng thần của nhân đạo. Mà nhân đạo ngoài chúng thần lôi bộ do đổ mẫu nguyên quân làm thủ lĩnh, thì chỉ có tứ ngũ phương ngũ lão, ngũ khí chân quân, đông vương công, tây vương mẫu đều thuộc về thiên thần cả. Vẫn may, vị lợi hại nhất tiên đạo là cửu thiên huyền nữ đã ứng kiếp chuyển thế, mà đầu mẫu nguyên quân của nhân đạo có khả năng trấn áp tứ ngự đại đế quyền lực nhất thiên đình, nếu không thì nhân đạo ngay cả tư cách cùng tiên đạo giao đấu cũng không có. Cũng dưới bối cảnh đặc biệt này, nhân, tiên hai đạo càng thêm coi trọng sự phân chia sức mạnh ở nhân gian. Ở thiên giới, Nhân, tiên hai đạo thực lực ngang nhau, nên muốn định thắng thua chỉ có thể dựa vào nhân gian. Gánh nặng trên người Tạ Lưu Vân cũng không nhẹ hơn tôi là bao, muốn đàn áp đi hương hỏa hưng thịnh của chúng thần tiên đạo ở nhân gian, chỉ có thể dựa vào những trận quyết chiến để đẩy lùi căn cơ tín ngưỡng của tiên đạo. Trận đánh với giá tiên rất quan trọng đối với ma đạo, với nhân, tiên hai đạo cũng thế. Nếu giá tiên có thể thắng, tiên đạo sẽ càng có thêm ưu thế, đã vậy long tộc cũng đã chuẩn bị đầy đủ để xuất thế. Đến lúc đó Nhân Đạo sẽ đối mặt với tận ba nguy hiểm cùng một lúc, ngay cả Tạ Lưu Vân có thủ đoạn thông thiên đi chăng nữa thì cũng đối phó đến kiệt quệ. Nếu như Ma Đạo thắng, tuy thực lực vốn có của Tiên Đạo không tổn hại, nhưng trong một thời gian rất dài phía trước sẽ rơi vào trạng thái thực lực ngang bằng với Nhân Đạo, thậm chí còn có thể phát sinh rất nhiều biến số khác. Thiện chiến giả vô hách hách chi công, nghĩa là người chiến đấu giỏi không có công lao lớn. Sự tồn tại của Đạo Chiến Thần của Cửu Thiên Huyền Nữ vốn dĩ là để ứng phó với biến số cho nên mộ dung nguyên duệ rất không nỡ mất đi lá bài giã tiên này. Vậy nên, tiên đạo và người của nhân đạo cũng đã đến đây rồi, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không cho phép đối phương nhúng tay vào trận chiến giữa ma đạo và giã tiên. Lúc này đây cuộc chiến giữa ma đạo và giã tiên ở phía dưới cũng đã đi đến hồi bùng cháy nhất. Đao thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn của thủy Hỏa, sát khí cũng đầy đủ hơn so với 3 năm trước đó, mỗi lần xuất đao cũng có thể khuấy động cả một trời mây gió. Giã tiên đông người, nhưng có thể đỡ được đau của cô ấy cũng không nhiều, có thể uy hiếp đến cô ấy thì càng ít nữa. Đây không khác gì cuộc tàn sát đến từ một phía, giã tiên đã phải nếm mùi thất bại nặng nề. Thùy họa xông pha chiến đấu, kiêm Hà ở bên cánh trái cô ấy mở ra một mặt trận chết chóc thứ hai. A à, lê cưỡi trên lưng của Ngạo Phong, một bên tiêu diệt cường địch xông về phía cô bé, một bên dùng ý niệm để xác định vị trí khí thức của các thủ lĩnh giã tiên, chỉ cần bị cô bé khóa chặt vị trí, dưới nửa bước thiên tôn đều sẽ một tiếng xuyên chết. Huy áp loài rồng của Ngạo Phong đã phát huy tác dụng rất lớn, dưới sự đe dọa của cậu ấy, giã tiên gần như không thể gây một nguy hiểm nào với A Lê, chỉ có thể nhìn pháo đài di động này ở trên trời đại khai sát giới. Hồ tộc Thanh Khâu dưới sự yểm hộ của Phong Dương Trận và Vân Thùy Trận, theo Thùy Hỏa và Kiêm Hà mở ra chiến tuyến vững vàng tiến lên, ai ai cũng đều chiến đấu anh dũng, xem nhẹ cái chết. Còn về băng long Ngạo Hàn, ngay từ khi bắt đầu đã bị liên tiếp bảy nhát kiếm triệu hồi phong bạo cự long của tôi tiềm hãm lại, mặc cho yêu thần quyết của hắn biến hóa khôn lường, kiếm khí của tôi hóa thành phong bạo cự long vẫn cứ cắn lấy hắn không buông. Dưới sự tăng cường của tim ma và pháp tắc thất sát, uy lực hủy diệt của phong bạo cự long, về căn bản là ngạo hàn không thể xem nhẹ được. Chương 348, trời khó yên lòng hai. Nó không giống với đao của thủy hỏa, đao chỉ là một chiêu thức, nhưng phong bạo cự long của tôi thì thực sự hiện hữu liên tục, chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyển có biến thái đến đâu, cũng không thể làm ngơ sự tấn công liên tục của phong bạo cự long. Tôi đang đứng trong lĩnh vực kiếm khí, giã tiên lại không thể làm gián đoạn sự kiểm soát bằng thần niệm của tôi, ngạo hàn ngoại trừ việc phải toàn lực ứng phó với phong bạo cự long, thì căn bản không thể phân thêm kinh nghiệm để đối phó với đệ tử ma đạo. Ma đạo cũng không hoàn toàn chiếm lấy ưu thế, cũng đồng thời cũng phải đối mặt với nguy hiểm to lớn. Mối nguy hiểm này chủ yếu đến từ từng đợt tấn công của quân đội giã tiên vào phong dương trận và vân thủy trận. Bên của Khương Tuyết Dương vẫn ổn, phong dương trận thiên biến vạn hóa, bản thân cô ấy lại được phong thần dạy bảo, phong dương trận thiên biến vạn hóa, các đệ tử bố trận thiệt hại rất ít. Phía bên vân tùy trận của vợ chồng Bạch Hà Sầu đã lộ ra sự thất bại, 3.600 đệ tử bố trận đã thương vong tận 3 phần, sau khi sức mạnh của trận Pháp giảm đi, thì các cuộc tấn công phải chịu đựng lại càng lớn. Lúc này A Lê đã không còn quan tâm việc giết địch nữa, mà thay đổi thành bảo vệ toàn diện cho vân Thùy trận, mà Thùy Hỏa cũng thả ra quân đoàn oan hồn để hỗ trợ cho vân Thùy trận. Nếu vân Thùy trận bị phá, binh sĩ hồ tộc chắc chắn sẽ chịu sự bao vây và xung kích, khi đó thì đệ tử ma đạo sẽ càng thương vong thê thảm hơn. Sau khi thời gian duy trì của phong bạo cự long kết thúc, ngạo hàn vô cùng thê thảm sau khi thoát khỏi vây khốn, ngay lập tức phát động tấn công vào vân Thùy trận. Một tiếng gầm lớn vang lên, vô số âm hồn trực tiếp bị hủy diệt thành cho bụi, đệ tử âm nhân thương vong vô kể. Nhìn vân Thùy trận nhanh chóng bị hạ gục, tim tôi vô cùng lo lắng. Nếu như vân Thùy trận bị phá, khả năng cao vợ chồng Bạch Hà Sầu sẽ mất mạng. Mà lý do ma đạo có thể kéo dài thời gian chiến đấu với đại quân trăm ngàn giã tiên cho đến bây giờ, tất cả đều nhờ sự bảo vệ của phong vân hai trận. Nếu như vân tùy trận bị phá, thì phong dương trận cũng không thể gắng ngượng được bao lâu nữa, khi đó ma đạo căn bản sẽ không thể chống đỡ dưới sự tấn công toàn diện của đại quân giã tiên. Chiến tranh trung quy vẫn không phải là cuộc chiến của một cá nhân, nhân lực là có hạn mà chiều hướng phát triển thì không thể cản, giã tiên của bây giờ cũng không còn là giã tiên của ngày xưa nữa, đã có thể làm nên trò chống rồi. Ngay khi Ngạo Hàn đang ra vẻ ở Vân Thùy Trận, Liễu Như Thị đã tập hợp chiến lược tinh nhuệ của giã tiên quấn lấy tôi. Kiếm thất sát cần phải tiên tục xuất ra 7 kiếm mới có thể triệu hồi phong bạo cự long, mà bọn họ thì tất sẽ không để tôi có cơ hội đó. Mà nếu không có phong bạo cự long, thì băng long Ngạo Hàn không ai có thể ngăn cản. Thùy Họa từ bỏ việc xông lên chiến đấu, mà bắt đầu hướng về tụ họp với tôi. Cùng lúc đó thì Hồ Tộc Thanh Khâu cũng từ đằng sau mà tiến lên phía trước không màng sống chết mà bảo vệ tôi, vì tôi mà tranh thủ cơ hội xuất kiếm. Trên những tầng mây, Tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ đang đứng cạnh nhau. Nhìn từ ý đồ hiện tại của ma đạo, chắc đã hạ quyết tâm chỉ dựa vào phong bạo cự long của Tạ Lan để kiềm chế ngạo hàn rồi. Tạ Lưu Vân nói, phong bạo cự long đúng thật là rất mạnh, nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng. Chiến cục thay đổi trong phút chốc, ai sẽ để hắn có cơ hội xuất ra bảy kiếm liên tục chứ? Hơn nữa, ngay cả bây giờ tạ lan lập tức triệu hồi phong bạo cự long thì cũng không thể cứu nổi vân tùy trận thời gian không còn kịp nữa mộ dung nguyên duệ nói vậy theo như lời của mộ dung tiên tử thì ma đạo thua chắc rồi tạ lưu vân hỏi trừ khi ma đạo có thể giết được ngạo hàn như vậy thì giã tiên mới không có thủ lĩnh lập tức biến thành một đống cát lỏng lẻo không đoàn kết mộ dung nguyên duệ nói danh sưng chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền có thể ngăn chặn mọi thuật pháp ngũ hành thần thông ngay cả phá quân hiện tại của ma đạo Lâm Thủy Hỏa và đao của cô ấy thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn cũng không thể xuyên thủng sự phòng ngự của nó, muốn giết Ngạo Hàn khó như lên trời. Chỉ cần Ngạo Hàn không chết, có giết nhiều dã tiên hơn nữa cũng không làm ảnh hưởng đến cục diện cuộc chiến, Ngạo Hàn không chết thì dã tiên không bại. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, ủa, kiêm hà tướng quân của ma đạo có lai lịch như thế nào vậy, sao cô ấy có thể bắt trước hoàn hảo kiếm thất sát của tạ Lan thế? Tạ Lưu Vân Kinh ngạc hỏi, khi hắn hỏi câu này, thì Kiêm Hà và tôi đang đồng bộ thi triển kiếm thất sát. Từ anh hùng vô lộ, tứ diện sở ca, chiến hồn bích huyết, hậu hối vô kỳ. Mỗi một chiêu cũng đều không khác gì tôi, chỉ là tôi dùng pháp tắc thất sát và sát tâm, còn cô ấy tiêu hao thần niệm. Nếu như tôi đoán không sai, thì cô ta sở hữu huyết mạch huyễn ma. Theo truyền thuyết chủ nhân thập vạn đại sơn chính là ma chủ huyễn ma, tạ lan có thể tái sinh từ vực sâu huyết luyện, đoán chắc rằng có liên quan đến cô ta. Mộ Dung Nguyên Duệ suy nghĩ một hồi rồi nói. Ngay cả là huyết mạch huyễn ma, thì cũng không thể mô phỏng 100% kiếm thất sát của tạ Lan chứ, cô ta đã làm như thế nào vậy? Tạ Lưu Vân lại hỏi tiếp, có lẽ, tạ Lan đã có được tim ma trong truyền thuyết. Kiếm thất sát, tim ma, nếu hắn không chết thì trời khó yên lòng. Tạ Lan thật sự không thể quay đầu nữa sao? Tạ Lưu Vân cười khổ hỏi, không phải không thể quay đầu, mà là hắn không muốn quay đầu. Mộ Dung Nguyên rời ngữ khi có chút bi thương nói, chương 349, nữ oa hiển linh một trên thực tế đạo môn có rất nhiều suy đoán về việc tôi chết đi sống lại ở vực sâu huyết luyện chỉ là không một ai có kết luận chắc chắn bởi vì việc tôi sống lại không nằm trong phạm vi của thiên cơ quy tí đừng nói là người của đạo môn ngay cả nhân vật tầm cỡ như đạo tổ cũng không thể đoán ra chân tướng cùng lắm là lờ mờ đoán ra việc này có liên quan đến tim ma trong vạn ma điện nhưng cụ thể quá trình như thế nào thì không ai biết được nên tự nhiên cũng sẽ không đoán ra được thân phận của kiêm hà Cùng với đòn thất sát kiếm cuối cùng được tung ra, lưu tinh phi ngọc đạn, bảo kiếm nhiễm thu xương. Đây là mượn ý bài thơ tòng quân hành của Trương Ngọc Nương, tạm dịch là đạn phóng nhanh như sao xẹt. Xương thu lấp lánh trên bảo kiếm, rồng gầm lên hai tiếng vang vọng trời đất, sát khí kinh khủng đến mức quét sạch tất cả những cao thủ của dã tiên. Ngạo Hàn vẫn còn đang tấn công Vân Thủy Trận, nghe thấy tiếng rồng gầm thì lập tức phản ứng, hiện nguyên hình băng long và xông vào trung tâm Vân Thủy Trận. Chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền cũng biến đổi theo, giống như khoác lên trên mình hắn một bộ giáp nặng nề bằng vảy rồng màu đen vậy. Lúc này ở ngoài vân thủy trận, vô số đệ tử ma đạo đều thương vong nặng nề, khói mây dần dần tan biến. Rồng đi mây, hổ gầm ra gió, bản thân ảnh hưởng của vân thủy trận bị hạn chế đối với ngạo hàn, nên căn bản không thể ngăn được đòn tấn công toàn lực của hắn. Với tốc độ hủy diệt hiện tại của ngạo hàn, chờ đến lúc phong bạo cự long quấn lấy hắn thì toàn bộ tòa vân thủy đều đã bị hắn hủy sạch rồi. Bạch lão quỷ cố gắng chống cự, trong ánh mắt kiên định hiện lên quyết tâm liều chết. Bạch lão quỷ là người dẫn đường của tôi, nếu không phải lão đưa tôi vào nghề vớt xác, tôi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Không nhờ có lão, tôi cũng sẽ không lấy được quỳ họa làm vợ. Nếu lão và sư nương xảy ra chuyện, đó sẽ là nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời tôi. Kim Hà, tôi quay đầu hét lớn với cô ấy. Kim Hà ngay lập tức hiểu ý của tôi, trong chốc lát một luồng thần niệm to lớn trực tiếp xuyên qua lồng ngực tôi. Hai con phong bạo cự long thân dài hơn 40 trượng cuộn vào và hợp nhất với nhau trên không trung. Phong bạo cự long là do kiếm khí của Thất Sát kiếm liên hoàn chiêu hóa thành, bản thân nó đã có sức hủy diệt cực mạnh, nay song long hợp nhất thành hủy diệt cự long, thân rồng lại càng bành trướng, nó mang theo hư không vỡ vụn lao về phía Ngạo Hàn. Hủy diệt cự long, sự tồn tại ngắn ngủi của nó chỉ vì sự hủy diệt mà sinh ra. Lúc trước, hai con phong bạo cự long sau khi hợp nhất đã đập tan lãnh thổ của Ngạo Phong, nay hủy diệt cự long lại xuất hiện Đồng thời khóa chặt mục tiêu là Ngạo Hàn. Ngạo Hàn chỉ còn cách Bạch lão quỷ khoảng 10 trượng, miệng rồng đã há to, chỉ cần nó thở ra một luồng khí lạnh, Bạch lão quỷ sẽ ngã gục ngay tại chỗ. Đúng lúc này, hủy diệt cự long mang theo hư không vỡ vụn sông vào. Cảm nhận được sát cơ của hủy diệt cự long đang đến gần, Ngạo Hàn liền bay lên trời trốn, hủy diệt cự long đuổi sát phía sau, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hắn. Băng long khoác trên mình yêu nhiếp hoàng tuyền, nên sức phòng ngự của hắn có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ mặc cho hủy diệt cự long đang đuổi cùng giết tận, hắn nhất quyết chạy trốn lên tận trời cao, sau đó thỏa sức chiến đấu ở trên đó. Hai con cự long giao chiến với nhau trên không trung, mỗi lần đụng độ đều như xé toạc bầu trời. Cuộc chiến trên mặt đất cũng đang diễn ra, đám dã tiên biết rằng cự long do tôi điều khiển, nên bọn chúng liều mình muốn làm gián đoạn quá trình điều khiển cự long, còn Thùy Hỏa và những người khác đang đại sát tứ phương, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cuộc chiến lớn nhất trong thời kỳ mạt Pháp vẫn tiếp diễn cho đến hiện tại, ma đạo tổn thất gần 8 ngàn người, về phần dã tiên, dưới sự mặc sức tàn sát của ma đạo, thương vong của bọn chúng đã lên tới 3 vạn người. Tuy canh kim chi khí của Thùy Hỏa không thể đe dọa được ngạo hàn, nhưng đối với những dã tiên khác nó chính là cơn ác mộng. 40 chiêu âm cực sinh sát, mỗi một chiêu đều lấy đi sinh mạng của hàng trăm dã tiên. Không nhan bạch phát, tựa như thần chết sáng thế, ý chí chiến đấu hừng hực, không ngừng thu thập các linh hồn. Sau cuộc chiến này, với chiến tích tiêu diệt 10.000 giã tiên, thủy Hỏa đã giành được biệt hiệu là thần chết. Phụng danh thần chết, vong hồn khắp nơi tràn về đây. Sau cuộc chiến này, đại quân vong hồn dưới trướng cô ấy đã nhanh chóng bành trướng lên đến 10 vạn người, khiến cả âm ti dung chuyển theo. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả một vùng đất, nhưng giã tiên giống như một đội quân bất tử, từ đầu tới cuối vẫn luôn dồi dào ý chí chiến đấu. Sau này tôi mới biết, Hóa ra nữ oa không chỉ ban cho ngạo hàn yêu thần quyết và chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền mà còn ban cho hắn khả năng điều khiển tinh thần của yêu tộc dã tiên nữa. Chỉ cần hắn còn sống, dã tiên cũng sẽ không lùi nửa bước. Thân rắn của liễu như thị đã bị A Lê đâm xuyên ba lần liên tiếp, máu tươi thấm đẫm trên từng chiếc vảy, nhưng cô ta vẫn điên cuồng tấn công chúng tôi. Dưới sự tàn sát điên cuồng của đám người thùy họa, thủ lĩnh xài tiên, khôi bà bà, thủ lĩnh Nguy tiên, thủ lĩnh ly tiên, thủ lĩnh hồ tiên đều phải lần lượt đền tội. Những kẻ này lúc còn sống đều có tu vi của nửa bước thiên tôn, sau khi chết chỉ có thể hóa thành nguyên hình cùng với bộ lông trên người. Cùng với sự tấn công điên cuồng của đại quân giã tiên, hồ tộc Thanh Khâu cũng bị thương vong trên diện rộng. Lưu Phong vũ bị thương nặng, sống chết không rõ, Lưu Phong xương toàn thân đẫm máu, loan đao trong tay lăn thành một quả cầu tuyết, không chịu lùi về sau nửa bước. chương 350, Nữ oa Hiển Linh 2 Khương Tuyết Dương sau khi thoát khỏi phong dương trận thì tụ họp với chúng tôi, vùng thanh kiếm pháp sư trai chám lên, triệu hồi ra rất nhiều ảo ảnh của phong long, chúng vừa giết địch vừa dùng sức thổi mùi máu tanh ở đây ra xa. Sau trận chiến khốc liệt, máu thịt ngổn ngang, xác xương trồng chất như núi. Hủy diệt cự long đã tiêu hao rất nhiều thần niệm, cứ tiếp tục như vậy khiến tôi cảm thấy như linh hồn mình bị rút cạn. Thời gian duy trì hủy diệt cự long có hạn, cho nên nhân lúc nó chưa tan biến, tôi phải tiêu diệt được ngạo hàn bằng mọi giá. Hiện giờ hai pháp trận lớn của ma đạo đã ngừng hoạt động, nếu không giết được ngạo hàn thì bại trận với ma đạo chỉ là chuyện sớm muộn. Cuối cùng ngạo hàn gào lên một tiếng, một miếng vảy rồng màu đen to như chiếc bánh xe đã rơi ra. Vảy của băng giáp giác ma long có màu xanh lam, còn vảy rồng màu đen là do chiến giáp yêu nhiếp hoàng Tuyền biến đổi mà thành. Điều này chứng tỏ phong bạo cự long của tôi đã phá vỡ lớp phòng ngự của chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyền và làm ngạo hàn bị thương. Nhưng tôi lại không hề cảm thấy vui mừng, bởi vì hào quang của hủy diệt cự long cũng bắt đầu mập mờ đây cũng chính là dấu hiệu của việc nó sắp tan biến không chỉ vậy thần niệm của tôi cũng như ngọn đèn sắp cạn dầu sợ rằng tôi sẽ mất đi khả năng kiểm soát hủy diệt cự long trước khi nó hoàn toàn biến mất tạ lan kiêm hà đột nhiên gọi tên tôi sau đó nói chỉ mong lòng anh như lòng em một luồng thần niệm vô cùng thuần khiết tuôn ra từ cơ thể cô ấy tất cả đều bị tim ma của tôi hút sạch số thần niệm này đều là do kiêm hà dùng máu từ trái tim của cô ấy luyện thành sau khi đưa tất cả thần niệm cho tôi trái tim của cô ấy cũng ngừng đập ngay lập tức đồng thời rơi vào trạng thái hôn mê sâu chỉ là lúc đó tôi không hề hay biết việc này thậm chí tôi còn không phát giác ra đôi mắt của cô ấy đã trở nên ảm đạm vô hồn chỉ biết rằng cô ấy cứ đứng ngây người ở đó nhìn về phía tôi nhờ có thần niệm mà kiêm hà tiếp sức tôi lại có thể kiểm soát được mọi hành động của hủy diệt cự long nhân lúc nó chưa tan biến tôi liều mình tung ra đòn cuối cùng lắm thì ngọc nát đá tan ngạo hàn lại gào lên thảm thiết lần này hắn đã bị hủy diệt cự long tấn công vào chỗ hiểm của vảy ngược. Hai miếng vảy bảo vệ vảy ngược lần lượt rơi ra, một miếng là chiếc vảy màu đen là do chiến giáp yêu nhiếp hoàng tuyển hóa thành, miếng còn lại là chiếc vảy rồng màu xanh lam của chính hắn. Lúc này, chỗ hiểm vảy ngược của ngạo hàn đã hoàn toàn lộ ra trước mắt. Nguyệt thần chi tiến, A Lê hét lên một tiếng, một mũi tên xuyên qua không trung đâm thẳng về phía vảy ngược của ngạo hàn. Lúc Ngạo Hàn vẫn đang quằn quại trong thống khổ thì A Lê đã khóa chặt các khí cơ lại, mũi tên đâm thẳng vào chỗ hiểm vảy ngược của hắn. Vảy ngược là điểm giao của khí huyết toàn thân, vảy ngược bị thương, huyết long của Băng Long Ngạo Hàn lập tức phun ra, tạo nên một cơn mưa máu giữa không trung. Sinh khí nhanh chóng bị rút cạn, sau khi gào lên một tiếng kêu thảm thiết, Long hồn đã thoát ra khỏi xác và chạy về phía một ngôi đền lớn. Đúng lúc này, Khương Tuyết Dương đọc lên lời chúc phúc của Phong Thần, hảo phong bằng tá lực, tống nhĩ thượng thanh vân. Lời chúc phúc của phong thần toàn bộ đều ứng nghiệm trên người Thùy Họa, trước mắt cả người cả đao cô ấy liền biến thành một luồng tia sáng màu đen, đuổi về phía linh hồn của Ngạo Hàn đang chạy trốn. Long hồn nhanh như chớp, nhưng long hồn của Thùy Họa nhờ có lời chúc phúc của phong thần thậm chí còn nhanh hơn. Khi long hồn sắp tiến vào khu vực bảo vệ của ngôi đền, Thùy Họa liền rút đao ra. Thiên địa giao trinh, âm dương lưỡng đoạn, vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Ngạo Hàn sắp hồn phi phách tán, thì trong miếu đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài nặng nề. Sau đó, một lá cờ đầy màu sắc bay ra từ trong miếu, hút lấy long hồn của ngạo hàn vào trong đó. Nhìn thấy lá cờ sặc sỡ này, tôi liền chắc mầm hôm nay sẽ không giết được ngạo hàn, bởi vì lá cờ này đã từng xuất hiện một lần trong lịch sử rồi. Vào cuối thời ân thương, trụ vương đế tân đã để ra một bức thơ tục tiểu có ý trêu cờ dâng lên nữ oa nương nương. Sau đó, nữ oa đã tế lên cờ triệu yêu, cho gọi ba tiểu yêu nơi gò hiên viên xuống trần gian mê hoặc trụ vương, hủy diệt nhà thương mà lá cờ rực rỡ trước mắt này chính là cờ triệu yêu. Khoảnh khắc nữ oa hiện thân cũng là lúc cuộc chiến tạm thời ngừng lại. Yêu tộc giã tiên hô lớn thánh trương của nữ oa nương nương, hướng về phía miếu thờ quỳ lại một cách vô cùng thành kính, trong khi phía đệ tử ma đạo lại im lặng như tờ. Tôi không cam lòng nếu cuộc chiến cứ như vậy mà kết thúc. Có vẻ giã tiên đã chịu thương vong nghiêm trọng, đến ngạo hàn cũng bị hủy đi nhục thân, nhưng nếu ma đạo dừng tay ngay lúc này, thì sẽ mãi mãi không có cơ hội quay lại nữa. 28.000 đệ tử ma đạo từ Hàn Hoang, nay đã tổn thất hơn nửa. Lần trở về này thương tích đầy mình, thử hỏi lần sau còn phải chờ đến bao giờ. Tôi bèn xài bước về phía miếu thờ, ngay trước mặt hàng vạn Dã tiên. Tạ Lan, cậu đi thật à? Khương Tuyết Dương ở sau lưng tôi hô lớn. Tôi đã từng nói, tôi muốn đánh cược một phen. Tôi có thể cảm nhận được, lần xuất hiện này chỉ là phân thần của nữ oa. Nếu bản tôn ních thân đến đây, ắt phải có thần quang xuất hiện ở đại miếu. Vì vậy tôi có đủ tư cách để đánh cược với bà ta." Khương Tuyết Dương còn định nói gì đó, nhưng đã bị Thùy Hỏa ngăn lại. "Cứ để anh ấy đi, như vậy sẽ mất mạng đó." Khương Tuyết Dương thở dài một hơi rồi nói, "Không sao, lần này tôi cho phép anh ấy chết trước." Thùy Hỏa đáp, "Chương 351, Đạo Tổ đối quyết một. Từ khi phong thần quét sạch các bức tượng của ngôi đền bằng cơn cuồng phong, ngôi đền lớn đó đã được xây dựng lại một lần nữa." sự nguy nga lộng lẫy có thể so sánh với bất kỳ điện thờ nào trong nhân gian. So với lần trước tôi tới ngôi đền, không khí ngột ngạt hơn rất nhiều, nhiều hơn gấp mấy lần hơi thở thần thánh, lý do nằm ở điện thờ nữ oa nương nương. Kể từ sau khi Ngạo Hàn làm thủ lĩnh giã tiên, xây dựng đền thờ cho nữ oa, quy mô có thể so sánh với tam thanh đại điện của đạo môn. Hiện giờ trong ngôi đền không có ai, tất cả giã tiên đều xuống núi tham chiến. Đi trêu chọc sự tôn nghiêm của một vị thần, tôi cũng rất lo lắng, nhưng phẫn nộ nhiều hơn phong thần hiển linh, là vì ngài ấy đã coi mình là một phần tử ma đạo, thậm chí sự sinh tử tồn vong của ma đạo trong lòng của ngài, còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Cơn cuồng phong sau khi quét sạch ngôi đền lần này, bà ta trực tiếp chọn chư thần hoàng hôn để bắt đầu thử thách sinh tử. Giã tiên đối với nữ oa là gì? Không là gì cả, nữ oa là thần thượng cổ, thành đạo trước thời hồng hoang, ngay thời hồng hoang bà ta đã từ bỏ quyền trông coi với yêu tộc, cắt đứt nhân quả với thế gian. Nhưng bây giờ thế giới hồng hoang đã rút lui khỏi võ đài lịch sử, đạo trường của nữ oa cũng không còn xuất hiện ở nhân gian nữa. Nói trắng ra, yêu tộc nhân gian và bà ta không hề có một chút liên quan, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn tới ma đạo của tôi. Nếu không phải ma đạo tổ sư truyền lại lục đạo, thì làm sao tu hành chi pháp giã tiên? Cho nên giã tiên tôn thờ bà ta, chẳng qua là kiếm cái cớ phán xuất ma đạo của bản thân mà thôi. Lần này nữ oa giành lại quyền kiểm soát yêu tộc chỉ vì hợp tác với thiên đạo giáng họa xuống nhân gian, lợi dụng giã tiên làm con tốt thí. Nữ oa chưa bao giờ là lương thần, thật đáng buồn khi làm con tốt thí của bà ta, ngay cả ba con đại yêu được bà ta lợi dụng lúc đầu cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp. Với lời hứa trước khi lợi dụng sẽ cho cáo chín đuôi ba con đại yêu được chính quả, làm chúng nó tàn phá giang sơn của trụ vương. Nếu như biết chính quả đối với đại yêu mà nói thì đáng để đặt cược với sinh mệnh, đương nhiên ba con đại yêu này không thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Nếu như không phải nữ oa gợi ý, chúng nó làm sao dám tàn phá triều cương nhưng sau khi sự thành nữ oa không giữ lời thay vào đó đổ lỗi cho chúng nó giết người vô tội tự mình bỏ đi để ba con đại yêu bị nhân đạo khương thượng giết dã tiên giờ cũng vậy thật tiếc chúng nó vẫn cúi đầu tôn thờ bà ta nếu như nữ oa thực sự để mắt tới chúng thì làm sao nhẫn tâm nhìn chúng nó thương vong nặng nề như vậy tới lúc ngạo hàn chỉ còn lại thần hồn thì mới ra tay trong vô thức tôi mang đầy lòng oán hận tới trước đền thờ nữ oa ngôi đền cao lớn uy nghiêm sừng sững giữa đất trời thà nói rằng nó trang trọng linh thiêng còn hơn nói rằng nó lạnh lẽo sơ sát tiêu điều, điều tôi bước từng bước về phía trước lối đi cuối cùng cũng tới cổng chính đền trong đền ánh sáng lờ mờ yêu khí dày đặc tượng nữ oa nương nương thoát ẩn thoát hiện trong ánh nến nhân đạo xà thân dung mạo bán thân trên thật xinh đẹp mỹ miều thảo nào trụ vương bị cô ả mê hoặc tôi đang định bước vào ngay lập tức cảm thấy có thần niệm sát khí từ trong ngôi đền tràn ra làm tôi cảm thấy như đang đứng trước vực thẳm chỉ cần tiến thêm một bước thì lập tức tan xương nát thịt vị thần thượng cổ trí cường thiên tôn cấp bậc đạo tổ nếu bà ta muốn giết tôi chỉ cần nhiệm một đạo nhưng tôi biết trước khi tôi bước vào ngôi đền bà ta không dám giết tôi nguyên nhân là bởi ma đạo của tôi vẫn còn hai vị thiên tôn tại thế bà ta dám ra tay với tôi hai vị ma đạo thiên tôn cùng hợp sức tạo ngọc thạch câu phần cũng đủ hủy hoại đạo hành bà ta nữ oa rất mạnh nhưng thiên tôn ma đạo của tôi đủ ngông cuồng ma đạo thiên tôn không nhiều có thể tồn tại cho tới bây giờ bản thân cũng là kẻ rất mạnh trong thiên tôn bà ta không thể giết tôi ở ngoài nhưng có thể tạo vùng cấm cho tôi đền thờ này chính là vùng cấm bà ta thiết lập cho tôi nếu tôi dám bước vào vùng cấm ma đạo thiên tôn cũng không có cách nào tìm bà ta báo thù vì thiên đạo cho phép bà ta làm như vậy thần có sự tôn nghiêm của thần bất khả xâm phạm nếu tự tiện xâm phạm chẳng khác nào tôi tự đi tìm tới cái chết phúc sinh vô lượng thiên tôn, tạ lan bái kiến nữ hoa nương nương. Tôi bái bà ta ở cửa cùng đệ tử, nhưng tôi không quỳ xuống. Là ma đạo tổ sư, tôi có thể hành lễ như vãn bối, nhưng không tùy tiện quỳ xuống. Vì, chư thần khắp trời đất này, người đáng để tôi quỳ bái đâu có nhiều. Có chuyện gì vậy, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ ngôi đền, cùng với đó là sự khinh thường. Tôi hít một hơi thật sâu, nói một cách bình tĩnh nhất có thể, xin nữ hoa hãy hồi lại phân thần, đừng can thiệp vào cuộc chiến của Dã tiên và ma đạo. Hỏi xong, ngôi đền càng thêm sự im lặng chết chóc. Đại miếu này phong 18 ấn, ta đâu tới một mình. Im lặng hồi lâu, mới có giọng nói phát ra từ ngôi đền. Giọng nói chứa đựng đầy sự tức giận, một từ một sát khí, làm cho ngũ cảm lục giác của tôi thành mới hỗn độn, liên tục lùi vài bước để chấn tĩnh lại. Qua hoàng bệ hạ sớm cắt đứt mọi nhân quả với nhân gian, thật sự không nên xen vào việc của nhân gian. Tôi nói to với giọng điệu chừng mực, chương 352, Đạo Tổ Đối Quyết 2. Việc của ta không tới lượt một con run dế tép siêu như ngươi khoa tay múa chân, đừng có nói là ngươi, ngay cả năm đó mà Đạo Tổ Sư cũng không dám nói với ta như vậy. Ha ha, nếu như ngài ấy còn sống, oa hoàng bệ hạ cũng không dám tới nhân gian phải không? Nghe bà ta làm nhục ma Đạo Tổ Sư, tôi đáp lại, cười nhếch mép một cách lạnh lùng. Nữ oa lúc đầu giật mình, rõ ràng không nghĩ tới tôi dám giễu cợt bà ta, còn trực tiếp uy hiếp bằng thần niệm tôi trực tiếp bị thần niệm của bà ta uy hiếp sốc tới mức bị văng ra ngoài, người bay trong không trung liên tục nôn ra máu không ngừng. Xin hoa hoàng bệ hạ hãy hồi lại phân thần, tôi lau đi vệt máu trên khóe miệng, nghiến răng nói chuyện với ngôi đền. Tiếp cú đánh thứ hai, lần này tôi bị văng ra xa ngôi đền cả trăm mét, bị thương nghiêm trọng hơn, phải mất một lúc lâu mới đủ sức đứng dậy. Còn lại gần ngôi đền của ta nửa bước, giết không tha. Nữ oa tàn nhẫn nói, tôi cảm thấy thật chua sót, muốn dùng bia thất sát uy hiếp nữ oa trước tiên phải vào đền thờ của nữ oa. Giờ xem trận chiến này, đừng nói vào đến trong đền, sợ ngay cả cổng đền còn không vào nổi. Biết là vậy, tôi bắt đầu chỉnh lại y phục. Trận chiến với giã tiên khiến toàn thân thôi đẫm máu, thân xác mệt nhoài, lần chấn chỉnh này không làm thay đổi bề ngoài của tôi, chủ yếu là thay đổi trong tâm hồn. Tịnh tâm suy nghĩ, trong sâu thẳm linh hồn giấy lên một sự tôn kính. Theo đó tôi hướng người về bầu trời phía đông, cúi người xuống, khoảnh khắc đầu gối tôi sắp chạm đất, có một thần niệm khí thế hào hùng được truyền sâu ở tận đáy lòng tôi. Ma đạo đệ tử, Vạn Thế Thiên Hồng, nghe thấy âm thanh này xong, tôi đứng dậy, sau đó hướng về nền trời tây bắc cúi người xuống một góc. Ma đạo đệ tử, Vạn Thế Thiên Hồng, hai thanh âm này truyền tới tận đáy lòng tôi, một nam một nữ. Giọng nói của họ không chút cảm xúc, nhưng tôi biết, nếu có chuyện xảy ra với tôi, họ nhất định bảo vệ tôi bằng cả sinh mệnh. Vì họ là hai vị thiên tôn cuối cùng trong ma đạo của tôi nhận được hồi âm của thiên tôn tôi bật khóc lần nữa từng bước tiến về ngôi đền của nữ oa theo bước chân của tôi bầu trời phía đông thay đổi góc tây bắc chứa đựng một bầu trời đầy sấm sét bầu trời im lặng rung chuyển tôi biết hai vị thiên tôn trong ma đạo của tôi đã bắt đầu theo dõi nữ oa chắc chắn không còn sức mạnh thần niệm uy hiếp ngăn cản tôi tới gần ngôi đền đợi tôi lại gần cửa đền mới nói tạ lan chỉ cần ngươi bước vào đền của ta một bước ta hứa sẽ thu hồi phân thần oa hoàng bệ hạ như vậy là muốn lấy mạng tạ lan tôi ư tôi biết vào đêm rồi chẳng khác nào xúc phạm khu vực đó tới lúc ấy ngay cả thiên tôn ma đạo của tôi cũng chẳng thể cứu giúp sao thế ngươi không dám à được thôi chỉ sợ ngươi không lấy được mạng của ta nói tới đây tôi cũng được cho là nhân từ nữ oa từ chối thu hồi phân thần tôi chỉ còn cách hy sinh bia thất sát đánh cược với phân thần của bà ta bia thất sát hút năng lượng linh hồn của tôi thứ phát ra chính là thần niệm của ma đạo tổ sư chỉ là không biết tôi sẽ chết trước vì kiệt sức hay là phân thần của nữ oa bị thần niệm của ma đạo tổ sư phá hủy lúc đó tôi dùng tâm trí để vào huyền quan trước tiên là đánh thức bia thất sát sau đó dùng tâm trí để điều khiển huyệt thần đình mở lối huyền quan và thế giới bên ngoài quỷ thần minh minh tự tư tự lượng sau khi đọc xong lời tiên tri này tôi bước về phía trước một cách dứt khoát khi bước vào giống như đi vào một thế giới khác bóng tối thật yên ắng sự giết chóc ập đến như muốn rời núi lấp biển mắt thấy tôi sắp bị nuốt chửng, bia thất sát từ trong huyệt thần đình của tôi bắn ra rơi xuống đất. Thần niệm của ma đạo tổ sư lấp đầy toàn bộ đền thờ nữ oa. Sau đó, sức mạnh hai thần niệm bắt đầu giao chiến trong ngôi đền. Một bên là đại dương bao la mênh mông như muốn nhấn chìm tôi, một bên vững chãi như núi luôn che chở và bảo vệ tôi. Là nước cạn lộ mặt đá, hay đá chìm xuống biển. Đó là một cuộc chiến không công bằng. Ma đạo tổ sư chỉ có thể gửi đi một dây thần niệm, nhưng nữ oa có thể gửi đi đầy một chiếc phân thần. Tâm hồn bắt đầu bùng cháy điên cuồng, với tôi ở hiện tại, muốn kích động bia thất sát thần niệm ma đạo tổ sư không dễ dàng gì. Với tốc độ cháy như này, chỉ sợ không gắng nổi một lúc, càng làm cho cuộc chiến thiên trì trở về như lúc đầu. Chỉ là lần trước còn có nữ đế cửu u vì tôi trùng tụ ba hồn bảy vía, lần này làm sao có cơ hội sống sót đây. Dù sao, chỉ cần sợi nhân duyên trên đá tam sinh không bị chặt đứt thì tôi sẽ không thể chết ở đây. Trong lúc lờ mờ, tôi không biết là, lúc tôi và nữ oa đặt cược sinh mệnh phân thần, nữ đế cửu u hiện thân bên bờ vong xuyên, vẻ mặt trầm tư nhìn vào sợi nhân duyên trên đá tam sinh. chương 353, thần tượng băng than một Sau tôi mới biết, tuy rằng sợi nhân duyên do hậu thổ nương nương lấy pháp lực tối cao luyện hóa thành, ngoại trừ nhân duyên song phương có thể mượn tu hành cắt đứt, thiên tôn cấp độ đạo tổ cũng có năng lực cưỡng chế gián đoạn nó. Cũng có nghĩa là nếu nữ oa phân thần muốn dùng vũ lực để giết chết tôi, thì sợ rằng sợi nhân duyên cũng không thể cứu sống tôi. Vì thế khi phát hiện thấy nguy cơ ảnh hưởng đến sống chết của tôi, Cửu U nữ đế ngay lập tức chạy tới trước đá Tam Sinh. Sau một hồi giao chiến thần niệm kịch liệt giữa Ma đạo tổ sư và Nữ Oa, sợi nhân duyên trên đá Tam Sinh cũng dần trở nên mơ hồ, càng lúc càng thêm mờ nhạt. Ngay lúc sợi nhân duyên ấy sắp đứt đoạn, Cửu U nữ đế đẩy nhẹ đá Tam Sinh, từ đầu ngón tay của bà ấy vẽ ra một tia máu, giúp kết nối nhân duyên của tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ lại lần nữa. Tạ Lan, vì ngươi mà cô đã hao tổn hết tâm tư rồi cửu u nữ đế lẩm bẩm một mình sau đó trong mắt lại ánh lên tia quỷ quyệt danh ma cũng không phải tất cả đều vì ngươi cô thật muốn xem màn kịch hay giữa ngươi và mộ dung nguyên duệ sẽ diễn biến ra sao ha 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 nhờ cửu u nữ đế đã ra tay hỗ trợ thần hồn đã bị rút cạn đến hao mòn của tôi ngay tức thì trở nên ổn định vững chắc một nguồn năng lượng linh hồn bỗng chốc từ trong cơ thể tôi tập hợp vào bia thất sát thay thế cho phần hồn lực đã được tôi kích phát nhờ thiêu cháy thần hồn của chính mình tôi vẫn đang cảm thấy nghi hoặc không hiểu chuyện gì bất chợt nghe thấy tiếng nói vô tình lãnh khốc của nữ oa vang lên, không biết là vị đạo hữu nào đã ra tay hỗ trợ hắn thế. Không ai đáp lời, nữ oa lạnh lùng hừ một tiếng rồi niệm chú, vạn khí tông nguyên, hồng bằng bổn căn, vô lương tạo hóa, yêu chấn càn khôn. Niệm ra câu chú ngữ này xong, thần niệm phân thần của nữ oa bay vút lên cao, chớp mắt nhấn chìm hoàn toàn thần niệm của ma đạo tổ sư. Dưới sự bức bách hung hãn do sức mạnh thần niệm của nữ oa trà đạp lên người, khiến ngũ cảm lục thức của tôi xuất hiện ra ảo giác mơ hồ, tựa như đang chôn thân trên nền đất minh mông vô tận, tiếng quái thú gầm gừ ào ạt truyền đến từ bốn phương tám hướng. Mặt đất chấn động, sấm sét ầm ầm, không gian như đảo lộn không thể phân biệt rõ vầng trăng hay vì sao. Mới đầu thần thú tam đại hỗn độn rút lui ra khỏi mảnh trời đất này, do nhân tộc chưa kịp khai hóa, thế giới vẫn nằm dưới ách thống trị của yêu tộc, mà nữ oa chính là đệ nhất đại yêu đứng sau hậu duệ Tổ Long, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân. Giờ khắc này đây cái mà phân thần đại diện chính là yêu tính của bà ta, nói cách khác đó chính là phân thần lợi hại nhất của Nữ Oa. Khi Nữ Oa bại lộ yêu tính của bản thân, trên bia thất sát dần dần sinh ra một vết nứt đầu tiên. Vết nứt vừa xuất hiện, thoáng chốc phía trên tấm bia đã trở nên chằng chịt như lưới nhện có lẽ tôi đã cược thua rồi, vì tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nhất. Mà đạo tổ sư đã hóa thành hư không rời khỏi nhân thế, thần niệm của ông ta cũng biến thành vật chết, không tăng cũng chẳng giảm chỉ còn sót lại chút sức mạnh khi ông ta khắc tấm bia thất sát này. Mà ngược lại phân thần của nữ oa sở hữu thần niệm mãnh liệt vô tận, ngoài ra còn có thể trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong bổn tôn bà ta. Vì thế, tấm bia thất sát thứ ba của ma đạo tổ sư không thể chống đỡ đòn tấn công từ phân thần của nữ oa. Bia thất sát sắp vỡ vụn thành từng mảnh, dù cho tôi đau xót tột cùng trước cảnh tượng ấy, nhưng cũng chỉ đành bất lực đứng yên một chỗ chứ không nghĩ ra cách nào giúp nó phục hồi cả. Cuối cùng, bất thình lình phát ra tiếng nổ vang trời, bia thất sát nổ tung thành bột vụn bay tứ phía. Bia thất sát vỡ tan thành trăm mảnh tạo ra một chấn động lớn ảnh hưởng đến cả tam giới. Trước đá tam sinh, cửu u nữ đế mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. lẩm bẩm nói, đã ba ngàn năm, cuối cùng huynh cũng chịu để ta gặp huynh lần cuối rồi sao? Nói xong, cửu u nữ đế ngước mặt lên nhìn trời, đôi mắt của u minh từ âm ti bay thẳng tiến đến nhân gian. Hàm cốc quan, động lão quân, đạo đức thiên tôn từ từ mở mắt, nhẹ nhàng thở dài rồi nhập định lần nữa. Tại thiên đình thần hồn của Ngọc Hoàng lay động nhẹ, rồi niệm lên một câu, phụng thiên thừa vận, nghịch thiên tắc phong. Dưới núi Tiểu Bạch, nghe thấy tiếng nổ lớn trong đại miếu, thân thể Khương Tuyết Dương nghiêng ngả không đứng vững, sau đó trực tiếp hướng về phía đại miếu quỳ xuống. Thùy họa diều kiêm hà đã rơi vào hôn mê trầm chậm quỳ xuống. Trên gương mặt già nua của Bạch Hà Sầu đã đẫm lệ, kéo phụng lâu nguyệt quỳ xuống. Chúng đệ tử ma đạo tuy không hiểu đã phát sinh ra chuyện gì, cũng trong giây phút ấy đồng loạt quỳ xuống chỉ có A Lê mang thần sắc hoảng hốt nhìn về phía đại miếu, không dám động đậy. Trên đám mây, sắc mặt tạ Lưu Vân khẽ biến, sau đó triệu hoán đám đệ tử nhân đạo hạ xuống đất, kho người hành lễ về phía đại miếu. Mộ dung nguyên Duệ vẫn thong rong như cũ, phía đông trời đổ cơn rông bão, tây bắc tuyết bay mù mịt trên nền đất, một nỗi bi thương thảm thiết chưa từng thấy bao trùm cả nhân gian. Tại thần điện Nữ Oa, sau khi bia thất sát vỡ vụn thành mây khói, Nữ Oa ngước nhìn tám chữ lớn cổ sơ mờ mịt đang trôi bồng bềnh trên không trung, lạnh lùng niệm một câu kẻ đã lìa đời như các ngươi lấy cái gì tranh với cô mà ngay thời khắc bà ta vừa cuồng vọng phát ra lời ấy tám chữ quỷ thần minh minh tự tư tự lượng đột nhiên xảy ra biến hóa các ký tự mờ nhạt méo mó biến thành một luồng ánh sáng sau đó luồng ánh sáng ấy tiếp tục biến đổi dần dần hợp lại thành một bóng hình thân mặc đạo bào màu đen tuyền eo mang một thanh kiếm vô danh ở vị trí của tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của ông ta hoàn toàn giống hình dáng tôi nhìn thấy tại tuyết vực bí cảnh và bên trong huyền quan của huyễn ma. Thật không ngờ mà đạo tổ sư thế mà lại lưu giữ một đạo kính tượng thần niệm trong bia thất sát. chương 354, thần tượng băng than hai. Chẳng qua chỉ là một bóng dáng tàn hồn rách nát mà thôi. Nữ oa chấn động trong giây lát, rồi hư lạnh một tiếng kiêu ngạo nói. Nhưng ngay khi bà ta vừa thốt lên câu này, bỗng nhiên tôi cảm giác được hai luồng thần niệm thân thuộc dao động từ hai hướng Tây Nam chuyển đến. Ma đạo tổ sư vẫn còn sót lại hai bóng hình của ông ta tại tuyết vực bí cảnh và bên trong huyền quan của huyễn ma, bây giờ toàn bộ đều chuyển hóa thành thần niệm, hội tụ thành hình dáng của ma đạo tổ sư đứng hiên ngang trước mặt tôi lúc này. Ba đạo thần niệm hòa làm một thể, bóng hình của ma đạo tổ sư càng lúc càng chân thực và sống động hơn, tựa như bản thân ông ta đã tái sinh vậy. Ngũ hành vì ngã nhậm tâm du, tứ hải chúng sinh ra hữu duyên. Mạn đạo hùng quan chân như thiết, vô minh cung nội tận lượng ngôn, cái bóng của ma đạo tổ sư cuối cùng không tiếp tục trầm mặc nữa từ từ mở miệng niệm ra câu sấm ngữ thuộc về riêng ông ta nữ oa mới đầu còn có thể giữ vững bình tĩnh đợi khi ma đạo tổ sư đọc to câu sấm ngữ sắc mặt sửng sốt lộ ra thái độ kinh hãi tuyệt vọng ta hiểu rồi ta cuối cùng cũng hiểu vì sao thiên đạo không muốn buông tha cho ngươi không phải bởi vì giáo lý chúng sinh bình đẳng của ngươi xung đột với thiên đạo mà là vì ngươi nắm giữ đáng tiếc là nữ oa không nói hết câu Bà ta không dám, nói rồi sẽ bị trời phạt sát cơ. Lúc trận chiến phong thần năm đó bùng nổ, bà từng hứa với ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của nhân gian, cũng sẽ không ra tay với đệ tử ma đạo ta. Ma đạo tổ sư chất vấn, ha ha, nhân gian cũng từng là đạo trường của ta cơ mà. Từ rất lâu về trước, tại thời khắc bà bỏ mặc yêu tộc thì đã không còn dính líu gì với bà nữa rồi. Ngươi đã hóa thành cát bụi rời khỏi nhân thế, bóng hình trước mắt này chẳng qua là thần thức cuối cùng ngươi lưu lại nhân gian. Nếu như ngươi dám ra tay với ta, trên trời dưới đất sẽ không còn trốn dung thân nào cho ngươi đâu." Ma đạo tổ sư không trả lời bà ta, mà trực tiếp dùng hành động để đáp trả. Kiếm vô danh rút ra khỏi vỏ, trong chớp mắt một đường kiếm lóe lên nhanh chóng đâm xuyên qua cơ thể tượng thần của nữ oa. Nữ oa kinh hãi hoảng loạn, nhưng cũng chỉ có thể đứng yên sững sờ nhìn tượng thần của mình bị phá vỡ. Tượng thần bị hủy, phân thần của bà ta cũng dần dần tiêu tan, cuối cùng hóa thành cát bụi biến mất không còn dấu vết. Thiên giới Cung hoa hoàng. bổn tôn nữ hoa đã tỉnh lại ngay thời khắc phân thần của bà ta bị tiêu diệt, mở miệng nôn ra một ngụm máu tươi, tàn nhẫn mắng một câu, đợi đến ngày thời đại mạt pháp kết thúc, cô nhất định giết sạch hết toàn bộ đệ tử ma đạo trong thiên hạ. Lời bà ta vừa nói xong, một đạo kiếm khí từ hạ giới chuyển đến, trực tiếp xuyên thẳng qua cung hoa hoàng. Sau đó cung hoa hoàng ầm ầm sụp đổ, khiến sắc mặt nữ hoa trắng bệch tuyệt vọng cùng cực. Trong thần điện, bóng hình của ma đạo tổ sư từ từ tan biến, Nhìn thấy bóng lưng của ông ta, lòng tôi tràn ngập lưu luyến, rất muốn giữ ông ta lại, nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn ông ta hòa quyện vào hư vô. Từ đó, trên trời hay dưới đất đã không còn lại bất kỳ dấu vết nào của Ma đạo tổ sư nữa. Phải mất một hồi lâu sau khi ông ta biến mất, tôi mới từ trong bi thương mà bình tĩnh trở lại. Trong huyền quan, cờ chiêu hồn hoảng hốt lắc lư, khí số ma đạo điên cuồng bạo phát, nhưng những chuyện tiếp theo đó mới càng lúc càng phiền toái. Từ nay, ma đạo chỉ còn mỗi mình tôi chống đỡ mà đạo tổ sư đã đem hết mọi thứ của ông ta truyền lại cho tôi rồi. Đặc biệt chiêu kiếm cuối cùng mà ông ta dùng để xuyên thẳng cửu trùng thiên, khiến tôi thấu hiểu được cái gì gọi là tôn nghiêm của ma đạo. Ma đạo không thể chịu nhục, cũng không thể chịu bất kỳ uy hiếp nào. Dưới núi Tiểu Bạch, đại quân giã tiên đã tan tác tháo chạy phân tán tư phía. Đệ tử ma đạo không thừa cơ hội đuổi tận giết tuyệt, bọn họ trầm tư đứng yên tại chỗ, sững sờ nhìn về hướng đại miếu. Ngoài đệ tử ma đạo chúng tôi ra, người của nhân đạo và tiên đạo đến hôm nay cũng lặng lẽ không nói gì. Thế nhân không hề hay biết ma đạo tổ sư đã viên tịch trong quan chấn hồn, mà vừa rồi ông ta đã nói lời từ biệt với hồng trần bên trong đại miếu, khiến nhân gian tràn ngập nỗi bi thương thảm thiết. Không biết ai đã dẫn đầu hét lên một câu, tiếp theo đó chúng đệ tử ma đạo đồng thanh hét lớn. Ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng, cuộc chiến giã tiên cứ như vậy mà kết thúc, ma đạo tổ sư san bằng đại miếu, đem núi Trường Bạch lẫn quan ngoại đều xác nhập vào phạm vi quyền lực của ma đạo, lấy sơn hải quan làm biên giới chia tách nhằm mục đích đối kháng với nhân tiên hai đạo. Tuy rằng trong tam đạo, ma đạo yếu ớt nhất, nhưng mà một cuộc chiến cũng đủ để chấn động đến mấy kẻ đạo tặc ở tứ phương kia. Vừa hay dạy dỗ cho mấy tên thảo khấu ngang ngược khắc ghi vào lòng rằng, ma đạo không phải là nơi chúng có thể rình mò được. Đợi đến khi đệ tử ma đạo đều được sắp xếp ổn thỏa xong xuôi, tôi mới có thời gian đi xem vết thương của Kim Hà, tận mắt chứng kiến rồi mới biết cô ấy đã vì tôi mà hy sinh những gì. Thần hồn thưa thớt, sinh cơ đều không còn. Khương Tuyết Dương lặng lẽ nói, vậy làm thế nào mới có thể chữa khỏi cho cô ấy đây? Tôi sốt sắng hỏi, chỉ có tìm thấy cỏ long diên trong truyền thuyết mới có thể giúp cô ấy tỉnh lại lần nữa mà thôi. Khương Tuyết Dương nói, trên thế gian có một loại thuốc gọi là cỏ long diên, nó có khả năng giúp người chết giành lại sinh cơ, nhưng không thể trùng tu thần hồn. Thần hồn của Kiêm Hà thưa thất nhưng thân thể không bị thương tổn, chỉ cần tìm thấy cỏ long diên liền có thể hồi phục trở lại. Vậy ở đâu mọc cỏ long diên thế? Cỏ long diên thuộc về lãnh địa long tộc, chẳng qua côn lôn đã từng là tiên đạo tổ đình, có lẽ cũng dự trữ cỏ long diên mà long tộc cung phụng. Vừa nghe cô ấy nói thế, tôi lập tức quyết định đến côn lôn một chuyến. chương 355, Đạo Môn Bái Sơn 1 Cỏ long diên do linh khí của trời đất luyện hóa thành, ngàn năm vẫn không kết được một cây, chính là bảo vật vô cùng hiếm có của long tộc. Thế lực long tộc hùng mạnh, vừa là kẻ địch đối đầu sinh tử của ma đạo chúng tôi, nếu tôi đến long tộc cầu xin cỏ long diên chắc chắn sẽ không có chút hy vọng nào, chỉ đành đi côn lôn mới có một tia sinh cơ. Mộ dung nguyên duệ năm đó bị giam lỏng ở đảo Bồng Lai, là tôi và tạ Lưu Vân đến cứu cô ta ra ngoài, còn để cô ta thức tỉnh túc mệnh của cửu thiên huyền nữ. Về mặt tình cảm mà nói, đúng là tôi phụ cô ta trước, nhưng nếu chỉ luận về túc mệnh cô ta đã nợ tôi một phần nhân quả. Khương Tuyết Dương dùng đèn thất tinh an hồn giúp Kiêm Hà tạm thời ổn định thần hồn, cho tôi thời gian 7 ngày đến côn lôn cầu cỏ Long Diên. Lỡ như hết thời hạn 7 ngày, toàn bộ thần hồn của Kiêm Hà sẽ tan biến thành mây khói. Cô ấy là huyễn ma, sau khi lìa trần thì thần hồn sẽ không nhập vào luân hồi. Sau khi ta đi rồi, sự vụ của ma đạo đành nhờ cậy vào mọi người rồi. Tôi tạm biệt các đệ tử, cuộc chiến giã tiên tuy rằng đã kết thúc, nhưng ma đạo vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý. Tàn dư của giã tiên yêu tộc phải được thanh trừng sạch sẽ, ma đạo nhập thế đòi hỏi tái kiến thiết lập tổ đình, còn cần thu nhận thêm người âm và đệ tử vong hồn truyền bá giáo lý ma đạo gia thế tục ngừng kết lòng dân những chuyện này hiện giờ tôi đã lực bất tòng tâm không thể quản lý được chỉ có thể giao lại cho khương tuyết dương và bạch hà sầu xử lý mà thôi còn về thùy hỏa và a lê hai người bọn họ sinh ra vì chiến đấu với kẻ địch em sẽ đi cùng anh thùy họa nói không được tạ lan và mộ dung nguyên duệ vẫn còn nhân quả liên lụy nhau nếu cô đi thì một chút hy vọng cũng không còn đâu đừng quên cô ta chính là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ cũng là kẻ thù cũ của phá quân hộ pháp thiên tôn đấy. Khương Tuyết Dương kiên quyết ngăn cản, không chỉ là kẻ thù cũ đâu, còn là tình địch nữa đó. Thật ra lý do tôi có phần nắm chắc việc đi côn lôn cầu cỏ Long Diên sẽ thành công là bởi vì sợi nhân duyên giữa tôi và mộ dung nguyên duệ. Chẳng qua điều này nhất định không được để Thùy Họa nghe thấy, nếu như để cô ấy điều tra ra mối nhân duyên giữa tôi và mộ dung nguyên duệ vẫn chưa cắt đứt, với tính cách nóng nảy của cô ấy chắc hẳn sẽ không chỉ đơn giản mài đau thôi đâu. Chuyện này, nghĩ một hồi tôi liền cảm thấy đau hết cả đầu. Chỉ trông chờ tương lai khi mộ dung nguyên duệ bước lên cảnh giới thiên tôn có thể chủ động chặt đứt đoạn nhân duyên này, nếu không tạ lan tôi cả đời đừng mong được sống yên. Thùy họa đồng ý bao dung cho kiêm hà, nhưng tuyệt đối không thể dung được cô ta. Mà mộ dung nguyên duệ là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ, cũng làm gì có chuyện sống chung hòa thuận với Thùy hỏa. Tôi ngự kiếm bay đến Côn Lôn, hai ngày sau đã tới dưới chân núi Côn Lôn. So với lần trước, núi Côn Lôn hôm nay đã phát sinh ra thay đổi toàn bộ từ trong ra ngoài. Tiên đạo tiến hành nhập thế với quy mô lớn, núi Côn Lôn bây giờ đã trở thành trọng địa cứ điểm của đạo môn, dưới núi xây dựng vô số đạo quán, đệ tử tiên đạo xuất thân từ vùng cổ địa hải ngoại tiên Sơn Cửu Châu trong thời khắc này đều hội tụ tại núi Côn Lôn, số lượng ước tính lên đến 10 vạn. Ngày trước để vào Côn Lôn chỉ cần đi qua nội pháp trận liền có thể trực tiếp tiến thẳng vào tiên đạo tổ đình tiền nhiệm, bây giờ lối vào cung giao chỉ càng được canh gác cẩn thận nghiêm ngặt hơn rồi. Sau khi mộ dung nguyên duệ thức tỉnh túc mệnh cửu thiên huyền nữ, cung giao chỉ liền trở thành nơi tập trung quyền hành của tiên đạo tại nhân gian, nơi đây được trọng binh chấn thủ và phòng bị nghiêm ngặt cực kỳ gắt gao. Giáo lý tiên đạo đề sướng phân biệt rạch ròi tôn ti cao thấp, cung giao chỉ hiện giờ đã là thánh địa thiêng liêng nhất của đạo môn tại nhân gian, nơi đây ngày một cao quý không thể với tới, muốn bái kiến mộ dung nguyên duệ càng lúc càng khó khăn hơn. Núi côn lôn ngăn cấm ngự không, vì thế tôi quyết định quốc bộ lên núi. Người đến là ai, từ đằng xa có đệ tử tiên đạo bước lên dò xét tôi. Ma đạo, tạ lan, từ sau trận chiến ở núi không minh, tên của tôi đã lưu truyền khắp đạo môn, nên người trong thiên hạ đều biết đến tôi. Trận chiến ở thiên trì, càng chấn động tam thập lục động thiên và thất thập nhị phúc địa, các tông môn ẩn thế đều nghe đến danh xưng của tôi. Hôm nay mà đạo lại bình định loạn thế giã tiên, trong đại miếu tôi sử dụng bia thất sát, mượn thần niệm kính tượng của ma đạo tổ sư tiêu diệt một phân thần của nữ oa Vì thế, ngay lúc tôi báo danh xương ra, phút chốc khiến đám đệ tử tiên đạo đã xôn xao náo động. Đệ tử tiên đạo nhanh chóng kết trận pháp, tiếp theo đó từng tầng lớp lớp lan truyền tin tức tôi đến côn lôn vô số đạo thần niệm từ trên núi côn lôn phóng xuống, trên đám mây bồng bềnh, có người còn vội vã từ tận sâu trong núi côn lôn bay đến chỗ này. Chỉ nháy mắt, trước mặt tôi đã xuất hiện gần 100 cao thủ tiên đạo, mà trong số họ cảnh giới tu vi nửa bước thiên tôn có khoảng hơn 20 người. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, đừng nói một mình tôi đơn đả độc đấu khó mà chống cự nổi, đến cả dù Thùy Họa đi cùng tôi cũng không phải là đối thủ của họ. Cao thủ tiên đạo và giã tiên không thể so sánh với nhau, sở trường của giã tiên không phải thiên về thuật pháp thần thông, chiến đấu với bọn chúng chỉ là đao kiếm tàn sát khốc liệt đến chết mới thôi. Nhưng thần niệm của mấy cao thủ tiên đạo dùng một động tác liền tự sinh ra pháp tướng, mưa bão sấm chấp, pháp thiên vạn tượng, lờ đánh sơ suốt một chút sẽ thịt nát xương tan thân tàn ma giải. Chiến đấu với giã tiên, tôi vẫn còn cơ hội sử dụng thất kiếm liên phát của thất sát kiếm, nhưng đứng trước cao thủ tiên đạo, ngay cả cự long cuồng phong tôi cũng không thể chịu hồi ra được, đành liều mạng dựa vào thất sát pháp quy dùng kiếm khí giết địch. chương 356, Đạo Môn Bái Sơn 2 Mấy kẻ trước mắt đây vẫn mới là chiến lược cấp trung của tiên đạo, những chân nhân địa tiên của thất thập nhị phúc địa còn chưa có ai lộ diện đâu. Nghĩ đến điều này, lòng tôi bỗng nhiên than thở khó trách bọn họ xem mỗi mình người của nhân đạo làm địch thủ cạnh tranh ma đạo làm gì có tư cách đối kháng với họ chứ ma đạo tổ sư đã triệt để rời xa hồng trần trong mắt bọn họ sợ rằng ma đạo hiện giờ chỉ còn hai vị thiên tôn tại thế chấn giữ mà thôi thì ra là ngươi không biết ma đạo tổ sư đại giá quang lâm là vì việc gì đây người vừa cất lời này tôi trước đây có gặp qua chính là đạo sĩ trung niên năm đó tại cung giao trì đã phá huyền cơ thất sát kiếm của tôi người này họ lý tên chỉ có một chữ nhiễm Năm đó khi tôi gặp ông ta thì ông ta bất quá cũng chỉ đạt đến cảnh giới hợp đạo, bây giờ thần niệm mãnh liệt, át hẳn đã đột phá lên nửa bước thiên tôn. Lý nhiễm chẳng hề nể mặt tôi, trong mắt hoàn toàn không che giấu sự chán ghét và sát ý. Côn lôn chọn rể ngày đó, tôi đứng trước các vị cao thủ tiên đạo cung giao chỉ đưa ra đề nghị hủy hôn, sự sỉ nhục này bọn họ tất nhiên khắc ghi trong lòng rồi. Sau đó mộ dung nguyên duệ thức tỉnh thúc mệnh cửu thiên huyền nữ, sự sỉ nhục này đã biến tướng thành thù hận, bởi vì tôi đã xúc phạm đến tôn nghiêm của chân thần tiên đạo. Không chỉ mỗi ông ta, phàm những đệ tử tiên đạo biết chân tướng sự việc côn lôn chọn rể năm đó, đều nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ căm hờn, nỗi căm phẫn của họ dành cho tôi e rằng đã vượt xa tạ Lưu Vân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hôm nay tạ Lan đến đây chỉ vì muốn cầu kiến mộ dung tiên tử. Tôi bình tĩnh nói, ha ha, những ngày qua, không biết bao nhiêu thủ lĩnh tông môn đến cầu kiến mộ dung tiên tử rồi. Nếu như đến một người liền gặp một người, thì tôn nghiêm tiên đạo ở đâu hả lý nhiễm cười lạnh một tiếng tức giận nói tạ lan thật sự có chuyện quan trọng muốn cầu xin mong các vị thông báo một tiếng tôi nói có việc muốn cầu xin sao ngươi e rằng đã đến nhầm chỗ rồi đấy tiên đạo và ma đạo thế bất lưỡng lập chuyện riêng của ngươi thì có liên quan gì đến tiên đạo ta giải thích thế bất lưỡng lập là ý chỉ hai bên đối địch một sống một còn không thể cùng tồn tại hết giải thích nếu lý đạo hữu cố chấp không chịu thông dung Tạ Lan chỉ đành dùng cách thức bái sơn đạo môn để cầu kiến mộ dung tiên tử rồi. Tôi nói, cái gọi là bái sơn đạo môn, chính là một đường đấu pháp luận đạo tiến thẳng đi lên. Côn lôn chính là tiên đạo tổ đình, muốn một đường sông vào cung giao trì, độ khó không thua kém gì nghịch thiên. Tôi không nắm chắc phần thắng, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Được, như vậy hãy để bọn ta mở rộng tầm mắt, xem thử thất sát kiếm của ma đạo tổ sư rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Lý nhiễm thản nhiên nhận lời tiên môn khai chiến ai sẽ lên trước? Tôi hỏi, phúc sinh vô lượng thiên tôn, khai chiến hãy bẩn đạo tiếp chiêu. Một đạo sĩ trẻ tuổi cầm kiếm bước ra từ đoàn quân tiên đạo. Vị đạo sĩ này tuy nhìn có vẻ còn rất trẻ, nhưng thần niệm phóng ra không hề thua kém lý nhiễm, hắn cũng là cao thủ đạt cảnh giới nửa bước thiên tôn. Trận đấu pháp đầu tiên bắt đầu, đạo sĩ trẻ tuổi giơ tay tạo ra một đạo lưu quang tập kích tôi, đợi khi tôi từ tốn tránh né qua một bên, hắn đã sử dụng kiếm pháp sư trai trám biểu diễn ra một màn lôi đình vạn quân trên thanh kiếm pháp sư trai chám trong tay hắn, xét và lửa giao hòa, sấm chớp lóe lên, uy mãnh vô song. Tôi liên tục xoay người tránh né, kiếm không thể tùy ý phát động.